chương 2260, đều đến. Khẩu vị thật lớn, Lăng Hàn tổng cộng mới thu hoạch 17 cây đại đạo chi hoa, sau đó chia với ba nữ, bình quân mỗi người chỉ 5 cây mà thôi. Trúc Tuệ Vân này hỏi chính là 10 cây, coi như Lăng Hàn không có phân cho ba nữ, vậy sau khi bán cho Trúc Tuệ Vân, đại đạo chi hoa trong tay hắn cũng không còn bao nhiêu. then chốt là, đại đạo chi hoa không giống long tinh, càng thêm quý giá, không phải tinh thạch có thể cân nhắc. Phải biết, đây chính là bảo vật bước lên long kiều màu đen mới có thể đạt được một kỷ nguyên cũng chỉ có lang hàn cùng kỳ vô danh leo lên qua lang hàn lắc đầu một cái cái gì đại đạo chi hoa chưa từng thấy lang huynh người đây là không có suy nghĩ trúc tệ vân hơi chìm xuống không giận tự uy đế giả giận dữ đương nhiên phong vân biến sắc ngươi là món đồ gì nữ hoàng mở miệng uy nghiêm vô tận rung động tuy cảnh giới của nàng không cao lắm nhưng khí thế cường đại đến kinh người đây là trời sinh, người khác làm sao cũng mô phỏng không được. Trúc Tệ Vân Nguyên bản có chút phẫn nộ, lần này trên mặt càng thêm nghiêm lạnh. Nàng kích chỉ về phía nữ hoàng nói, dám vô lễ với ta, là chính người đưa mặt ra đòi đánh. Lăng Hàn từ tốn nói, ta không có thói quen đánh nữ nhân, nhưng người còn muốn dây dưa, vậy ta sẽ không khách khí. Ha ha, thật sự cho rằng xúc động trí tôn thiên đạo, liền có thể vô địch thiên hạ. Trúc Tuệ Vân xem thường nói, cảnh giới quá cách xa, song phương dòng giã tranh lệch ba cảnh giới nhỏ tính cả nàng là cấp bậc đế giả vậy chính là năm bậc lang hàn làm sao xứng thả lời hung ác như vậy coi như lang hàn bước lên thiên đạo vậy cũng nhiều lắm lướt qua bốn bậc mà thôi trúc tuệ vân không nên xem thường người này thiên thanh nguyệt mở miệng sắc mặt nghiêm nghị chúng ta liên thủ chia đều đại đạo chi hoa trúc tuệ vân sững sờ sau đó bật thốt lên ngươi từng giao thủ với hắn nếu không như vậy tại sao có thể có kiến nghị liên thủ chờ chút Thiên Thanh Nguyệt khẳng định là không bắt được Lăng Hàn. Trời, người này mới chỉ là dương hồn nho nhỏ, coi thường hắn, thực sự là coi thường hắn, người có thể bước lên trí tôn thiên đạo, há là lẽ thường có khả năng cân nhắc. Tuy Thiên Thanh Nguyệt không muốn thừa nhận, nhưng thứ nhất muốn giết Lăng Hàn, thứ hai càng muốn đại đạo chi hoa, hơi trầm ngâm liền gật đầu một cái. Tuy Trúc Tệ Vân đã có suy đoán như vậy, nhưng thấy được Thiên Thanh Nguyệt chính mồm thừa nhận, nàng vẫn không nhịn được chấn động trong lòng. Lại có người nghịch thiên như vậy, nàng lập tức toát ra sát ý mãnh liệt, thiên tài như thế không diệt, sẽ làm nàng ăn ngủ không yên. Được, liên thủ chém người này, tâm tính của nàng cực kỳ quả đoán, lập tức làm ra quyết định. Thiên thanh nguyệt gật đầu, một mình hắn làm không xong lăng hàn, nhưng lại thêm chút tuệ vân liền có thể, bọn họ có thể bắt lăng hàn, lại lấy quy tắc làm lò nung, luyện hóa lăng hàn. Ở dưới thiên địa đại đạo mài ép, thể phách mạnh hơn cũng là cặn bã. Hai siêu cấp đế giả đều lộ ra sát ý mãnh liệt, số lần bọn họ cùng người liên thủ thật ít ỏi huống chi là đối phó một người thấp hơn mình ba cảnh giới nhỏ nếu như truyền đi tuyệt đối không có một người sẽ tin tưởng sao đúng lúc này chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ đằng xa lướt lại nhanh đến mức kinh người mà ở sau hắn thì lại còn có hai người tương tự tốc độ nhanh thái quá ồ người phía trước nhất kia đột nhiên ngừng lại nhìn về phía lăng hàn nói làm sao gặp phải phiền phức hắn là kỳ vô danh lăng hàn mới vừa muốn mở miệng liền thấy hai người phía sau kỷ vô danh cũng ngừng lại, hai người này. Là hạ hậu thông cùng dư hoa thanh, siêu cấp đế giả tiến vào nơi đây lại đến đông đủ. Làm sao không chạy, hạ hậu thông lạnh lùng nói, lời này là nói với kỷ vô danh. Kỷ vô danh nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, diễu cợt nói. Chẳng muốn cùng các ngươi dây dưa, cho rằng ta sợ các ngươi. Kha kha, khẩu khí thật lớn, khóe miệng của dư hoa thanh câu lại, biểu hiện rất kiêu ngạo. Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân có chút không hiểu ra sao, hai đại đế giả cùng bọn họ nổi danh lại đuổi kỳ vô danh, mà bọn họ thì lại đang muốn liên thủ bắt Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn cùng kỳ vô danh lại thật giống như nhận thức, cái này cân nhắc một chút, tựa hồ rất quỷ dị. Lăng Hàn bừng tỉnh, hai người này cũng mơ ước đại đạo chi hoa của ngươi. Hai thằng hề mà thôi, kỳ vô danh bình thản nói, có thể để hắn coi là đối thủ, toàn bộ thiên hạ hiện nay cũng chỉ có Lăng Hàn. Coi như tu vi của Dư Hoa Thanh cùng Hạ Hậu thông cao hơn hắn thì đã làm sao? Năm đó hắn là tiên vương tầng 9, đứng ở đỉnh tiên đạo, thiên tài tuyệt thế như Dư Hoa Thanh cùng Hạ Hậu thông, hắn gặp quá nhiều, cũng giết quá nhiều, làm sao có khả năng để trong lòng nổi sóng? Nghe Lăng Hàn nói như thế, bốn người thiên thanh nguyệt, Hạ Hậu thông bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra mục tiêu của bọn họ đều giống nhau, chỉ là nhìn chằm chằm người không giống. Vậy thì không can thiệp chuyện của nhau, không can thiệp chuyện của nhau, rất đơn giản, Trúc Tuệ Vân cùng Thiên Thanh Nguyệt tiếp tục chiến lăng hàn, mà Hạ Hậu Thông cùng Dư Hoa Thanh thì tiếp tục nhìn chằm chằm kỳ vô danh, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng ai được quy ai, ai cũng đừng nhìn chằm chằm ai. Có thể, tứ đại đế giả đều gật đầu, kỳ vô danh lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, hắn giết qua tiên vương tầng 9 cũng không phải số ít, mấy thiên hồn nho nhỏ ở trong mắt hắn lại tính là gì. Đừng xem bốn người Thiên Thanh Nguyệt đều được gọi là tuyệt thế đế giả, nhưng dưới cái nhìn của hắn chỉ là hơi có tư chất mà thôi liền hỏi bốn người này có mấy cái có thể đạt đến tiên vương tầng 5 trở lên. Thành tựu tối cao khả năng cũng chỉ là tiên vương tầng 8, vậy làm sao có khả năng để kỷ vô danh coi trọng. Dám đánh chủ ý tới ta, giết, nguyên bản không muốn chấp nhặt hai cặn bã các ngươi, nhưng các ngươi nhất định muốn tự tìm đường chết sao. Kỷ vô danh uy nghiêm đáng sợ nói, trong ánh mắt lưu chuyển ra sát ý nồng nặc. Không biết trời cao đất rộng, dư hoa thanh lạnh lùng nói, ít nói nhảm, giết. Hạ hậu thông không kiên nhẫn nói, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là dương hồn cảnh tự nhiên là đưa tay liền có thể bắt, nếu không phải kỳ vô danh chạy nhanh, lại há có thể đuổi tới hiện tại. Nhưng chạy nhanh đại biểu có thể đánh sao? Hiển nhiên không phải, hai người này trước tiên xuất thủ, đều cực kỳ tàn nhẫn, muốn một chiêu chí mạng. chương 2261, Đế Giả Đại Chiến Bọn họ ngược lại không quá coi trọng kỳ vô danh, mà là sợ bị đối phương chiếm tiên cơ, vì lẽ đó đều lập tức hạ nặng tay, muốn cướp đoạt không gian dung khí của kỷ vô danh mình tìm ra đồ vật mới yên tâm ngớ ngẩn kỷ vô danh cười gần thân hình thoáng động như lưu quang liền công về phía hạ hậu thông ầm um, âm, um, ầm um, đại chiến lập tức bạo phát kỷ vô danh thực rất hung tàn lấy một địch hai còn chủ động xuất kích tiên pháp vận chuyển sức chiến đấu của hắn ngập trời lấy một địch hai còn trong khoảng thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong cái này tự nhiên để hạ hậu thông cùng dư hoa thanh kinh hãi đến biến sắc như thiên thanh nguyệt khiếp sợ thực lực của lăng hàn vậy hai người này cũng hoàn toàn không nghĩ tới một dương hồn cảnh lại có thể mạnh mẽ đến mức độ như thế chẳng qua chỉ là sau mấy chiêu bọn họ liền hiểu rõ kỳ vô danh xác thực mạnh nhưng vẫn chịu đến cảnh giới hạn chế tên này sẽ hùng hổ như vậy là nắm giữ quy tắc đạt đến tình trạng tinh tế tỉ mỉ cứ như vậy tiên thuật ở trong tay hắn có thể bùng nổ ra uy lực mạnh hơn mà tiên thuật của đối thủ sẽ suy yếu mấy đẳng cấp tiêu trừ như thế lại mạnh mẽ san bằng ba cảnh giới nhỏ tranh lệch không Kỳ thực vẫn là hạ hậu thông cùng dư hoa thanh liên thủ càng mạnh hơn một chút, nhưng bọn họ muốn bắt kỷ vô danh không phải là sự tình trong thời gian ngắn, bởi vậy chàng diện liền cực kỳ kịch liệt, tuyệt không phải trong thời gian ngắn là có thể xuất hiện kết quả. Một bên khác, thiên thanh nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân thì hợp chiến lăng hàn. Bọn họ chiếm thượng phong càng không rõ ràng, bởi vì bản nguyên trùng kích của lăng hàn vốn là nhằm vào một khu vực phá hoại lớn, quản ngươi đến mấy người, chỉ cần ở trong phạm vi này đều ăn đến đả kích tương đồng. Vì lẽ đó, chỉ cần Lăng Hàn không lực kiệt, vậy lực áp bách của hắn đối với Thiên Thanh Nguyệt, Trúc Tuệ Vân là tương đồng. Hai bên đều đánh cho cực kỳ kịch liệt, tùy tiện một đạo dư âm rung động ra, bảo đảm thiên hồn cảnh phổ thông đụng tới sẽ bị giết thành cặn bã. Mấy thị vệ xem cuộc vui đã kinh ngạc đến ngây người, mà Dư Hoa Thanh, Hạ Hậu Thông tự nhiên cũng có đội ngũ của mình, chỉ là tới trễ hơn bọn họ một chút, chờ sang đây nhìn thấy hai chiến đoàn này thì, mỗi người đều chố mắt ngoác mồm. Bốn người mạnh mẽ nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Phổ An Thiên, lại hai hai liên thủ đối phó một người. Trời ạ, à, cái này nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Lăng Hàn, chúng ta cũng tới liên thủ." Kỷ Vô Danh đột nhiên nói. Hắn tuyệt không phải chỉ là người nói suông, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn đã vỗ ra một trường, hóa ra hai thiên kiếm màu đen chém về phía Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Vệ Vân. Lăng Hàn còn tưởng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, nhưng mắt thấy Kỷ Vô Danh ra tay, hắn làm sao cũng sẽ không hoài nghi con mắt của mình xảy ra vấn đề. Kỳ vô danh thật muốn liên thủ với mình, trong lòng lăng hàn giật mình, nhưng dưới tay không chậm chút nào, tương tự song quyền liền oanh, xúc động bản nguyên trùng kích, công về phía thiên thanh nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân. Đợi hạ hậu thông cùng dư hoa thanh giết tới, hắn chủ động lấy thân thể đi chống đỡ, oanh oanh, công kích của hai đại đế giả đồng thời đánh lên người của lăng hàn, nhưng chỉ đánh hắn bay ra ngoài, ngay cả máu cũng không có chảy. Điều này làm cho hạ hậu thông cùng dư hoa thanh suýt chút nữa chừng mắt ra, hai người bọn họ liên thủ, chặt chẽ vững vàng đánh lên người của Lăng Hàn, nhưng ngay cả làm cho đối phương thổ huyết cũng không thể. Đúng là điên, bất quá dù sao hai người bọn họ cũng là siêu cấp đế giả, rất nhanh đều tỉnh táo lại, tiếp tục giết về phía kỳ vô danh, trước khi có ước định, không can thiệp chuyện của nhau, không thể đoạt chuyện làm ăn của người khác. Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân cũng như thế, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn ra tay. Nhưng như thế, Lăng Hàn cùng kỳ vô danh liền có ưu thế lớn, mỗi người bọn họ sẽ có hai người không công kích mình, mà ở dưới bọn hắn liên thủ, tương đương với hai đánh hai, liền để bọn họ hòa đi thế yếu, ở trên cục diện không rơi xuống hạ phong. Không nên tự trói buộc hai tay, Trúc Tệ Vân quát lên, mặc dù nàng là hạng nữ lưu, nhưng so với đại bộ phận nam nhân còn muốn quả đoán. Bốn người liên thủ, cùng nhau chém hai người này, tuy hiện tại cũng là bốn người chiến hai người, nhưng hai hai đánh riêng, hoàn toàn không thể nói là liên thủ được ba người thiên thanh nguyệt đều gật đầu đế giả đỉnh cấp đương nhiên không thiếu quả đoán bốn người liên thủ sức chiến đấu nhất thời tăng vụt lang hàn khẽ quát một tiếng nói ta phụ trách phòng ngự người phụ trách công kích được kỷ vô danh lập tức gật đầu đáp ứng thẳng thắn lang hàn gọi ra phân hồn không sử dụng bản nguyên trùng kích nữa mà bắt đầu làm khiên thịt cản lại toàn bộ công kích của bốn người thiên thanh nguyệt đương nhiên đỡ được toàn bộ là chuyện không thể nào nhưng chỉ cần chặn thất thất bát bát lấy thực lực của kỳ vô danh đương nhiên có thể ung dung hóa giải, để hắn có thể không bó buộc, triển khai công kích mạnh mẽ. Một kỳ vô danh hoàn toàn không cần bận tâm phòng ngự sẽ đáng sợ như thế nào. Không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vượt xa bốn người thiên thanh nguyệt và lăng hàn gấp trăm triệu lần, công kích như thủy ngân lan tràn, không lọt chỗ nào, năng lực tìm được cơ hội, nắm chắc cơ hội càng là bọn người thiên thanh nguyệt thúc ngựa cũng không sánh được. Vừa giải phóng phòng ngự, kỷ vô danh liền thành trường mâu sắc bén nhất trên thế giới. Nhất thời, bốn người thiên thanh nguyệt đều gào thét liên tục, bọn họ cảm giác được áp lực đáng sợ. Trước giết người này, bốn người đều nhìn chằm chằm kỳ vô danh, đáng tiếc chính là, có lăng hàn vắt ngang, lợi dụng quy tắc không gian cùng thời gian không ngừng xem mình là bao thịt, ăn đi hết thảy công kích, để bốn người hoàn toàn không làm gì được kỳ vô danh. Ha 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 ha, kỳ vô danh cười to, công kích càng thêm thoải mái tràn trề. Hắn cũng thật là quái nhân, nói liên thủ với lăng hàn, liền cực kỳ tín nhiệm lăng hàn, công kích gì đánh tới hắn cũng không nhìn, đặt toàn bộ tinh lực ở công kích. Điều này làm cho Lăng Hàn có chút đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng cảm thấy thoải mái không nói ra được, đồng bọn chiến đấu như vậy thực quá tuyệt. Lăng Hàn cùng kỷ vô danh liên thủ, tương đương với thuẫn kiên cố nhất phối hợp màu sắc bén nhất trên đời, cái tổ hợp này chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. chương 2262, Lăng Hàn, kỷ vô danh liên thủ. Dù bốn người thiên thanh nguyệt đều là đế giả đỉnh cấp, hơn nữa còn có ưu thế cảnh giới to lớn, nhưng đối mặt thể phách của Lăng Hàn lại không có biện pháp nào. Ngược lại, thế tiến công của kỳ vô danh giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, lại như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không lọt chỗ nào. Tứ đại đế giả đều vô cùng chật vật, mỗi người bị đánh cho phun huyết, kỳ vô danh không biết nắm giữ bao nhiêu tiên pháp sắc bén, không kiêng rẻ gì dùng đến, để bọn họ cực kỳ đau đầu. Trước tiên phòng ngự, trước tiên phòng ngự, thiên thanh nguyệt vội vã kêu to, nếu không thì, bọn họ chỉ có phần chịu đòn, sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết tứ đại đế giả liên thủ phòng ngự, tình thế nhất thời chuyển biến tốt. Mặc cho kỳ vô danh công kích mạnh mẽ thế nào, thì làm sao có khả năng xuyên thủng phòng ngự của tứ đại đế giả. Dù sao, kỳ vô danh cũng chỉ là dương hồn cảnh, nếu như hắn đạt đến thiên hồn, lại không cần chú ý phòng ngự, vậy hắn nhất định có thể như bẻ cành khô phá nát phòng ngự của tứ đại đế giả liên thủ. Sau khi thủ thế, tình thế của tứ đại đế giả lập tức ổn định lại, bắt đầu mưu tính phản công. Vậy thì thử thách lang hàn rồi, trước bọn họ vẫn công, Lăng Hàn không cần động suy nghĩ gì, ngược lại đánh tới hắn chỉ cần phòng ngự là được, nhưng hiện tại bốn người thình lình mới ra một chiêu, vậy thì có chút khó lòng phòng bị, cần Lăng Hàn tăng cao sự chú ý, bằng không để một đạo công kích đánh lên người kỳ vô danh, liền có thể gây thành đại hỏa. Trong lòng Lăng Hàn chỉ cảm thấy quái lạ, trước hắn cùng kỳ vô danh quyết đấu sinh tử, song phương đều có ý nghĩ diệt đối phương, hơn nữa vô cùng kiên định, nhưng hiện tại lại vui vẻ liên thủ, thậm chí kỳ vô danh còn hoàn toàn giao phía sau lưng cho hắn, đây là lúc trước hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến. Cho rằng cái này hữu dụng sao, kỳ vô danh uy nghiêm đáng sợ nói, tay phải rung lên, đã có thêm một thanh trường kiếm, tỏa ra hàn ý đoạt người. Đoạn tình kiếm, tiên khí, soạt, một kiếm lay động qua, uy thế ngập trời. Tiên khí, cho dù không có thức tỉnh, nhưng bằng vào sắc bén cùng sát khí của bản thân, cũng đủ để cho võ giả dưới tiên vương sợ hãi. Trừ khi về mặt chiến lực vượt xa, hư không một quyền liền đánh cho tiên khí tuột tay bằng không chỉ cần nắm trong tay đây chính là một đại sát khí cực kỳ mạnh mẽ thể phách của lăng hàn mạnh mẽ ra sao nhưng cũng không dám để đoạn tình kiếm đụng một phát một kiếm ra sắc mặt của tứ đại đế giả đều kịch biến không ai không dồn dập lùi lại con mẹ nó đây là chuẩn tiên khí gì tại sao đáng sợ như thế không cái này không phải chuẩn tiên khí mà là tiên khí thiên thanh nguyệt đột nhiên kinh hô sư phụ của hắn có một kiện tiên khí hắn có cơ hội tiếp xúc qua, loại khí tức trí cao vô thượng kia để hắn vừa kính nể lại ước mơ. Cái gì, ba người hạ hậu thông cũng cực kỳ khiếp sợ. Tiên khí, đây là bảo khí đặc biệt của tiên vương, thậm chí tiên vương cũng không thể mỗi người một cái, chỉ có tiên vương mạnh mẽ mới xứng có, đây là tiêu chí của địa vị, thực lực. Nhưng ở trong tay một dương hồn cảnh nho nhỏ, lại cũng có một tiên khí. Điều này bảo người ta làm sao tin tưởng, soạt soạt soạt, đoạn tình kiếm vung vẩy, từng đạo từng đạo kiếm khí khuấy động trời cao, bị kiếm khí chém chúng một hồi, lực phá hoại cũng sẽ không kém bị lưới kiếm trực tiếp đâm chúng bao nhiêu. Tư thế liên thủ của tứ đại đế giả nhất thời sụp đổ, như vợ chồng gặp phải đại nạn, từng người vội vã chạy. Tiên vương bảo khí, ai dám so tài, trừ khi hiện tại đến một vị cường giả tiên phủ, không cần tư bí ngu bí, chỉ cần đạt đến nhất bí là được, tiên phủ đối phó phân hồn chính là nghiền ép, ngay cả tứ đại đế giả thì đã làm sao, ở trước mặt nhất bí vẫn không phải là đối thủ bởi vậy cường giả nhất bí ra tay trong nháy mắt liền có thể chấn động đến tiên kiếm của kỷ vô danh tuột tay không chỉ cần một quyền kỷ vô danh căn bản sẽ biến thành một chùm xương máu chỉ có tiên vương bảo khí rơi xuống đất nhưng bây giờ thì sao tứ đại đế giả chỉ có phần thảm bại chạy trốn có lăng hàn làm khiên thịt bọn họ căn bản không làm gì được kỷ vô danh ngoại trừ chạy trốn thì có thể làm được cái gì đám thị vệ đều nhìn đến con ngươi sông ra ngoài trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng sao có thể có chuyện đó làm sao có khả năng, luận cảnh giới, tứ đại đế giả đều là thiên hồn, nghiền ép dương hồn. Luận thiên phú, bọn người thiên thanh nguyệt đều là siêu cấp đế giả, làm sao có khả năng có người có thể vượt qua. Mà nói đến nhân số, bốn đánh hai còn không phải chiếm hết thượng phong sao. Nhưng dù như vậy, bọn họ vẫn bị đánh cho chạy chối chết, như chó nhà có tang. Trời ạ, à, lăng hàn và kỷ vô danh cũng quá mạnh mẽ đi. Không hổ là vô thượng thiên kiêu leo lên trí tôn thiên đạo, mạnh mẽ đến dối tinh dối mù. Nhưng khi đó bốn đế giả leo lên long kiều màu vàng, sau đó liền xuất hiện một vị tiên vương tầng 8, như vậy hiện tại thì sao? Ngay cả trí tôn thiên đạo cũng bị xúc động, hơn nữa còn là hai người, vậy sẽ xuất hiện tồn tại nghiền ép chúng sinh cỡ nào? Tất cả mọi người chỉ có hít khí lạnh, cảm thấy tê cả ra đầu, có thể, bọn họ tận mắt chứng kiến hai vị đại đế vô thượng tương lai quật khởi. Lui, tứ đại đế giả không còn tâm tư tiếp tục đánh, không công phá được phòng ngự của Lăng Hàn, lại bị kỳ vô danh đánh cho náo loạn, Vậy tiếp tục đánh còn có ý nghĩa gì? Xeo xeo xeo, bốn người Thiên Thanh Nguyệt đều ai đi đường nấy, phân trốn bốn phương hướng. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh cũng không có truy kích, thứ nhất tốc độ của mọi người gần giống nhau, không hẳn bắt được, thứ hai có khả năng này là tứ đại đế giả đào hố cho bọn họ, đuổi theo nói không chắc liền rơi vào cạm bẫy. Lăng Hàn, nếu ta có lý do không thể không giết ngươi, thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kỷ Vô Danh thu đoạn tình kiếm, cũng không có thình lình cho Lăng Hàn một kiếm. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, "Cũng vậy, cũng vậy, vừa nãy chiến một trận, hắn cũng thoải mái tràn trề. Lần sau gặp lại, ta sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn giết chết ngươi." Kỳ vô danh ngữ khí lạnh lẽo, trong ánh mắt tỏa ra sát ý mãnh liệt. "Ngươi vẫn là cầu khẩn, không nên bị ta đánh giết thành cặn bã." Lăng Hàn đối chọi gay gắt, không rơi xuống hạ phong. Kỳ vô danh cười ha ha, "Đó là một loại thưởng thức kỳ phùng địch thủ, mà không phải đang chê cười Lăng Hàn không biết tự lượng sức mình." Hắn cuốn tay áo một cái, trước tiên tiến vào trong hẻm núi. Chương 2263, tứ đế giả ra chiêu. Lăng Hàn nhìn bóng lưng của hắn biến mất nói, "Chúng ta cũng đi." Ba nữ nữ hoàng đều gật đầu, ánh mắt nhìn Lăng Hàn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, nam nhân này quá uy vũ khí phách, làm cho các nàng tâm thần khuấy động, không kiềm chế được, hận không thể dấn thân vào trong ngực của hắn, bị hắn bá đạo hôn môi, tàn nhẫn giữ lấy. Bốn người tiến vào hẻm núi nhưng không có đi theo phía sau cái mông của kỳ vô danh, cái hẻm núi này rất lớn, hoàn toàn không cần thiết đi con đường giống nhau. Hô, sau khi tiến vào hẻm núi, mới phát hiện gió nơi này lớn đến là kỳ, trước ở ngoài cốc chỉ cảm nhận được một tiêu uy lực, hiện ở đây mới gọi tàn nhẫn, thời điểm một ngọn gió thổi lên, loạn thạch bay tán loạn, như cường giả ra tay, phô thiên cái địa. Dù lấy thể phách của Lăng Hàn cũng bị đánh cho đau đớn, vác mấy lần liền không dám cứng rắn ăn nữa, triển khai thân pháp, xê dịch ở trong loạn thạch. Một bên, bọn họ còn phải thu thập loạn thạch, trong này có khả năng tồn tại thiên long cốt phấn. Nhưng ở dưới gió to lay động, loạn thạch này cũng không dễ thu, mỗi tiếp một khối giống như là bị trí cường giả oanh kích, chấn động đến ngũ tạng muốn phun ra. Bởi vậy, chỉ ở bên trong lăn lộn một ngày, bốn người lang hàn liền không thể không lui về thanh long trấn nghỉ ngơi. Trở lại thanh long trấn lăng hàn lại hỏi thăm dân trấn một chút, mới biết đám người mình bị trêu đùa. Xác thực, trong hẻm núi kia có thể tìm được thiên long cốt phấn, hơn nữa là địa phương dễ dàng phát hiện thiên long cốt phấn nhất nhưng cái này cũng phải nhìn thời gian trong một năm chỉ có ba ngày hẻm núi sẽ trở nên gió êm sóng lặng không có một chút xíu gió cực kỳ thuận tiện tiến vào đi tìm nhưng qua thời gian này trong hẻm núi đều là gió to gào thét bị loạn thạch vỗ tới một phát ngay cả tiên phủ cảnh cũng sẽ gọi đau cực kỳ khó chịu lang hàn không khỏi cảm khái ngay cả những người hoàn toàn tách biệt với thế gian này cũng không đơn thuần tương tự biết dùng tâm cơ đùa người Ba ngày gió êm sóng lặng kia không phải hiện tại, mà là thời điểm bọn họ bắt đầu tranh cướp. Bởi vậy, làm sao cũng không có phần của bọn họ. Sự tình lăng hàn, kỳ vô danh hợp chiến tứ đại đế giả cũng truyền ra, mới đầu căn bản không có ai tin tưởng, cái này không phải đang nói đùa sao. Tứ đại đế giả là tồn tại cỡ nào, một người cũng có thể quét ngang hết thảy người ngoại lai nơi này. Mà khi tin tức lăng hàn, kỳ vô danh đi qua trí tôn thiên đạo đến cũng thoát ra, nhất thời có thật nhiều người tin tưởng. Trí tôn thiên đạo A chưa từng có người đặt chân qua, ngay cả vị vô thượng thiên kiêu lúc trước kia, sau đó trở thành đại nhân vật tiên vương tầng 8, cũng chỉ leo lên long kiều màu vàng, vậy bước lên trí tôn thiên đạo đó là khái niệm gì? Nhất định sẽ trở thành tiên vương tầng 9 sao, hay bá chủ trong tiên vương tầng 9? Chẳng qua, tứ đại đế giả mạnh mẽ đã thâm nhập lòng người, vẫn có rất nhiều người không chịu tiếp thu sự thực như vậy, cho rằng đây chỉ là người có dụng tâm khác hãm hại tứ đại đế giả, giao động địa vị lãnh đạo của bọn họ lăng hàn không muốn đi đảm nhiệm chức trách dẫn đầu gì tự nhiên cũng lười đi biện giải mặc cho những người khác tranh chấp hừng hực sau ba ngày tứ đại đế giả làm ra quyết định lựa chọn một bộ tộc nào đó cùng nhau gia nhập liên minh mà sau một ngày lăng hàn mới ngoài ý muốn phát hiện hắn cùng bọn người nữ hoàng lại còn không có cùng bất luận bộ tộc nào ký kết khế ước không lập khế ước bọn họ liền không thể đại biểu bộ tộc xuất chiến chuyện gì thế này hắn đi hỏi một hồi mới biết hắn cùng ba người nữ hoàng còn có kỷ vô danh đều bị khai trừ ra đồng minh. Ha ha, Lăng Hàn ngay lập tức nở nụ cười, lẽ nào bọn người thiên thanh nguyệt muốn lợi dụng bộ tộc tranh chấp tới đối phó mình và kỷ vô danh sao? Khai trừ bọn họ ra đồng minh, vậy Lăng Hàn cùng bọn họ chính là hai bộ tộc khác nhau, đến thời điểm đó chính là lấy ít địch nhiều, hơn nữa nhân số cách xa đã đạt đến trình độ kinh khủng. Chí ít cũng là lấy một địch một trăm, cứ như vậy, coi như Lăng Hàn cùng kỷ vô danh liên thủ, lại còn có phần thắng sao? Lăng Hàn lắc đầu, không biết là chủ ý của ai, cho rằng vậy thì có thể có hiệu quả sao. Nếu như hắn và kỳ vô danh đều lựa chọn gia nhập bộ tộc của bọn người thiên thanh nguyệt, vậy tính toán của bọn họ há không phải đánh hụt. Chẳng qua, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cảm giác coi như biết âm mưu của những người này, cũng sẽ không lựa chọn cùng bọn họ gia nhập bộ tộc giống nhau. Không tại sao, chính là kiêu ngạo, sợ các ngươi sao, Lăng Hàn biết lúc này không xuất khí được, nhưng trong lòng có một luồng kiêu ngạo, làm sao cũng ép không xuống hơn nữa hắn nghĩ tới trước đó đô thiếu tuấn thuật lại lời lão nhân nói gia nhập một bên cường thế không hẳn có thể thắng từ hiện tại đến xem khẳng định là bên tứ đại đế giả càng chiếm ưu thế nghĩ như thế nào bốn người lăng hàn cũng là thế đơn lực bạc coi như thêm vào kỷ vô danh vẫn ở vào một phương nhiều thế tuyệt đối cái này còn có gì khó tin sao lăng hàn chúng ta muốn đánh nổ hoa cúc của những tên kia hồ nữ giận dữ nói còn vung vẩy quả đấm nhỏ đối với chuyện như bạo hoa cúc người nàng đột nhiên trở nên cực kỳ ngóng trông bởi vì lăng hàn luôn không cho nàng bạo tiểu nha đầu luôn có tinh thần phản nghịch cực mạnh lăng hàn không khỏi chảy mồ hôi hắn vạn phần hối hận ở trước mặt hổ nữ bạo hoa cúc người khác một lần dẫn đến nhà đầu này nhớ mãi không quên được rồi bạo là có thể nhưng nhất định phải dùng gậy hắn nghiêm nghị nói được hổ nữ nhất thời vô cùng phấn khởi vỗ cả hai tay đáp ứng thẳng thắn điều này làm cho nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều chảy ra mồ hôi lạnh đây cũng là cảnh cáo sao. Một cái vô căn cứ, một cái khác càng vô căn cứ. Bọn họ đi tìm trưởng lão của Thanh Long Trấn, mặc kệ có người thay quyền hay không, cuối cùng ký kết khí ước, nhất định phải bản thân tự mình ra mặt, cái này không thể làm giúp. Thời điểm bốn người đi tới trước thần miếu, chỉ thấy tứ đại đế giả đang đứng ở cửa, nhìn bọn họ lộ ra vẻ trào phúng. Lăng Hàn, chúng ta đều lựa chọn gia nhập nguyên thiết bộ tộc. Thiên Thanh Nguyệt đột nhiên nói, cái này có ý gì? Lăng Hàn bừng tỉnh, cố ý nói cho bọn họ biết gia nhập bộ tộc nào, đây là một loại khích tướng. Các ngươi còn muốn tuyển bộ tộc như chúng ta sao? Không ngại ngùng sao? Chương 2264, hình người màu đen. Ngược lại nơi này có mấy trăm người ngoại lai, muốn hoàn toàn phong tỏa tin tức là chuyện không thể nào, bởi vậy bọn họ liền đơn giản thoải mái nói ra. Nói cho ngươi, ngươi còn tuyển bộ tộc như chúng ta, ngươi còn mặt mũi sao? Ngươi xấu xí, ngươi ngang tàng cái gì chứ? Hồ nữ trợn mắt nói chút nữa nếu nữ liền đánh nổ toàn bộ các ngươi. Bốn người thiên thanh nguyệt đều lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ đã biết hổ nữ cùng nữ hoàng đều xúc động long kiều màu vàng, vậy ở trên tư chất võ đạo là tương đương bọn họ, nhưng ba cảnh giới nhỏ nghiền ép, bọn họ người nào ra tay cũng có thể ung dung chấn áp hổ nữ cùng nữ hoàng, sao cần để bọn họ ở trong lòng. Chẳng qua, xem thường trên mặt bọn họ ngay lập tức liền cất đi, không phải bởi vì hổ nữ trách móc, mà là một người trẻ tuổi bạch y tung bay đi tới. Kỳ Vô Danh, đây là một tuyệt đại thiên kiêu bất kể là ai cũng không thể lơ là, chỉ lấy lực công kích mà nói, thiên hạ vô song. Lăng Hàn có hứng thú cùng ta liên thủ tiếp một lần, làm thịt những cặn bã này hay không? Kỳ Vô Danh nhe răng nở nụ cười, hàm răng trắng như tuyết, đẹp đẽ không nói ra được. Tốt, Lăng Hàn nở nụ cười, hắn cũng rất muốn đánh đau tứ đại đế giả này một trận. Kỳ Vô Danh gật gù, sau đó nhìn về phía tứ đại đế giả, ánh mắt kia như mãnh hổ nhìn chằm chằm cười nhỏ nói rõ là 100 cái xem thường. Phải biết, hiện tại kỳ vô danh không ở trạng thái tốt nhất, phân hồn của hắn không có tiến vào, chỉ có thể phát huy ra năm thành chiến lực mà thôi. Vậy thì thời điểm tiến vào tranh đoạt chiến, giết hai người các ngươi. Hạ hậu thông từ tốn nói, biểu đạt ra tự tin mãnh liệt. Rửa sạch sẽ cái mông, nữ muốn bạo hoa cúc của các ngươi. Hổ nữ cũng dọa nói, câu nói này ra miệng, bốn người thiên thanh nguyệt suýt chút nữa lảo đảo té lăn trên đất. Đường đường đế giả, lại nói ra lời ấy cũng quá thô lỗ đi hơn nữa người vẫn là một cô gái mỹ lệ tuyệt luân tuyệt thế gia nhân thật làm cho người khó có thể tưởng tượng có thể nói ra lời như vậy vậy thì chờ xem tứ đại đế giả không có đấu võ mồm nữa gặp gỡ người sống nguội không kiêng như hổ nữ cái gì cũng dám nói này sức chiến đấu của bọn họ thực quá cặn bã lăng hàn nở nụ cười cùng ba nữ tiến vào thần long miếu bởi vì đại bộ phận người đã lựa chọn ký kết khí ước bộ tộc bảy bộ tộc lớn đối với năm người lăng hàn cũng không lạnh không nhạt bởi vì bất luận bọn họ gia nhập bộ tộc nào cũng không thể thay đổi cái gì vậy thì tuyển thanh đồng bộ tộc lăng hàn nói thanh đồng bộ tộc chính là bộ tộc của lão hòa thượng nạp hư mới đầu còn cực lực mời chào bọn người lăng hàn ra rất nhiều điều kiện tốt nhưng lúc này lão hòa thượng căn bản chẳng muốn gặp năm người bọn họ tùy tiện phái ra một thanh niên tiếp đái rất đơn giản a à, tuy tranh cướp còn chưa có bắt đầu nhưng kết cục đã định lão hòa thượng nạp hư tâm tình không tốt tự nhiên chẳng muốn gặp bọn người Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi, cùng thanh niên kia kéo việc nhà, sau đó không ngừng tăng bảng giá. Cuối cùng, thanh đồng bộ tộc bị Lăng Hàn mài đến không có cách nào, liền đáp ứng cho bọn họ đủ thiên long cốt phấn, có thể để cho bọn họ ở lúc bách long quán thể, đạt được chỗ tốt tăng cường gấp 10 lần. Đây đương nhiên là có điều kiện, không phải là bọn người Lăng Hàn tham gia tranh đoạt chiến liền có thể thu được những thiên long cốt phấn này. Mà là thay thanh đồng bộ tộc thắng được Long Châu thắng có thể được khen thưởng, ngược lại bọn họ chỉ có 5 người, với thanh đồng bộ tộc mà nói, trả giá như vậy hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Tuy nói như thế, nhưng thanh đồng bộ tộc cũng không có hy vọng gì, bởi vì bên lăng hàn quá yếu thế. Tuy trong lịch sử cũng có tiền lệ thế yếu thắng lợi, nhưng lực lượng so sánh tuyệt đối không có cách xa như thế. Năm bộ tộc lớn khác đương nhiên càng không có phần thắng, bởi vì bọn họ ngay cả đại biểu tham chiến cũng không có, lần này chỉ có thể xem cuộc vui. Bởi vậy, năm người lang hàn lựa chọn dưới cái nhìn của bọn họ chính là một chuyện cười tin tức truyền ra toàn bộ thanh long trấn đều một mảnh sung sướng đang nói chuyện lý thú này điều này làm cho hổ nữ cùng nhu yêu nữ tức sôi ruột thề muốn ở thời điểm tranh đoạt chiến cẩn thận mà bảo hoa cúc những tên kia ngay cả nhu yêu nữ cũng tăng khẩu vị tuy nữ hoàng không có hé răng nhưng phẫn nộ trong ánh mắt rất rõ ràng ngay ở trong chờ mong tranh đoạt chiến rốt cục bắt đầu hết thảy người ngoại lai đều được mang tới một hẻm núi nhưng không phải là hẻm núi trước kia có thể thu được thiên long cốt phấn, cái hẻm núi này cực kỳ dài, tổng cộng có 7 lối vào, mỗi bộ tộc có một cái, nhưng hiện tại ở đây chỉ có hai bộ tộc cần tham dự tranh cướp, hơn nữa thanh đồng bộ tộc thấy thế nào cũng như bồi thái tử đọc sách, tham gia chút náo nhiệt mà thôi. năm người lăng hàn, kỷ vô danh tiến vào đường núi, nhưng phía trước có một tảng đá chặn đường. Khối đá này được gọi là đoạn long thạch, ngàn tỷ năm qua đều vắt ngang ở nơi đó, chỉ khi có tranh đoạt chiến bắt đầu, mới sẽ tự mình di chuyển, nếu không ngay cả cường giả thăng nguyên cảnh cũng không làm gì được. Năm người lăng hàn đứng ở trước tảng đá lớn này, lẳng lặng chờ đợi. Quy tắc thi đấu rất đơn giản, chính là chiến, tổng cộng kéo dài 10 ngày, sau 10 ngày, phương nào có người may mắn còn sống sót nhiều nhất, phương đó liền thu được thắng lợi. Từ điểm đó mà xem, một phương nhân số nhiều đương nhiên có ưu thế thật lớn. Đơn giản mà nói, chỉ cần bọn họ tập trung lại, hình thành vòng phòng ngự, vậy chỉ cần ổn thủ 10 ngày, nhân số may mắn còn sống sót vượt qua năm, vậy liền thắng. Cần đại khai sát giới A, kỷ vô danh từ tốn nói, thật giống như không phải đang nói giết người, mà chỉ là tàn sát mấy con gà con vịt. Hổ nữ làm nóng người, nàng đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn phá hoa cúc của mấy người, đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cây gậy thật dài, hơn nữa còn là tứ tinh chuẩn tiên kim, lăng hàn còn chưa kịp để tiên ma kiếm thôn vệ liền bị tiểu nha đầu đòi tới. Âm âm âm, đoạn long thạch đột nhiên chuyển động, rút về phía trong cốc, đại địa chấn động, rất nhanh không nhìn thấy tảng đá lớn này bảy tộc tranh chấp, chính thức bắt đầu, vù, 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 ở bên người năm người lăng hàn đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo khí thể màu đen, hóa thành dáng dấp hình người, không có mặt, không có chân, chỉ có hai tay thật dài, cách ở địa phương chừng nửa thước bay tới. chương 2265, Phát Huy Thượng Đây là thứ đồ gì? năm người lăng hàn đồng thời làm ra thái độ phòng ngự, mà hổ nữ càng chỉ tay vẽ ra, cắt ra một đạo ánh sáng hạnh lẽo, đánh tới một đạo khí thể màu đen. Phốc, ánh sáng cắt qua, nơi tim của hình người màu đen xuất hiện một cửa động nhưng cả người không tiêu tan mà từ từ ngưng tụ lại khôi phục nguyên trạng tung bay rung động những hình người màu đen này không có công kích bọn người lăng hàn thật giống như chỉ là một đoàn sương mù mà thôi lăng hàn nhìn kỹ chỉ thấy đầu của những hình người màu đen này có một lạc ấn kia là hắc khí tương đối nhạt mới sẽ hiện ra phù hiệu như thế cái ký hiệu này hắn từng thấy là tiêu ký của thanh đồng bộ tộc ô chiếu nói như vậy những hình người màu đen này là người của bọn họ có ích lợi gì sao có thể chiến đấu sao lăng hàn đột nhiên nghĩ đến đồ thiếu tuấn từng nói một phương cường thế chưa chắc sẽ thắng lẽ nào cái chuyển mặt này chính là đáp ở trên những hình người màu đen này sao hốt những hình người màu đen này đột nhiên chuyển động tung bay về phía trước đuổi theo năm người đi theo hình người màu đen đi về phía trước chính là bộ phận trong hẻm núi bảy đường núi đều là như vậy hội tụ ở trung ương vừa vặn để bảy bộ tộc triển khai ác chiến lăng hàn nhìn xuống số lượng hình người màu đen đại khái hơn 200, ít hơn 300, cái này gần như chính là số lượng của hết thảy người ngoại lai. Ồ, lẽ nào đây là bổ sung trên nhân số bọn họ không đủ sao? Cho nên mới có lời giải thích một phương cường thế cũng chưa chắc sẽ thắng. Cái này cực kỳ có thể, như vậy những hình người màu đen này tất nhiên cực kỳ mạnh mới được, bằng không nếu như bị dễ dàng oanh diệt, vậy cho bọn họ những hình người màu đen này làm cái gì chứ? Lăng Hàn tỉ mỉ đếm, hình người màu đen tổng cộng có 232 cái vậy thì đến thời điểm đó xem đi, ngược lại đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Bọn họ tiếp tục tiến lên, không lâu lắm liền đến trong bộ phận hẻm núi, nơi này là một mảnh đất bằng to lớn, tổng cộng có 7 đường núi, khi mấy người lăng hàn xuất hiện, trong đường núi cách gần nhất có một đại đội nhân mã giết ra. Chính là đám người thiên thanh nguyệt, hầu như là ở thời khắc tương đồng, trong năm lối đi còn lại cũng ra năm đội hình người màu đen, đến một chút liền biết rồi, mỗi một đội đều vừa vặn là 237 cái. Lăng Hàn quét nhìn bọn người thiên thanh nguyệt, nhân số trong nháy mắt phản ứng ra ở trong đầu của hắn. 237 cái, nói cách khác, sau khi tiến vào hẻm núi, lấy một đường núi nhân số nhiều nhất làm cơ sở chuẩn, đường núi khác không đủ số này, sẽ lấy hình người màu đen tiến hành bổ sung, đạt đến cân bằng. Vì lẽ đó, bên Lăng Hàn là 232 hình người màu đen, thêm vào năm bọn họ, vừa vặn 237 cái. Bọn người thiên thanh nguyệt vừa phát hiện có hình người màu đen tồn tại, đều lộ ra vẻ kinh ngạc đây là có chuyện gì nhưng vào lúc này hết thảy bóng đen đều động có giết về phía đám người thiên thanh nguyệt có chút giết về phía năm người lăng hàn trong nháy mắt liền từ trạng thái mất cảm giác trở nên sinh long hoạt hổ từng cái từng cái đằng đằng sát khí phảng phất như ngay cả phía trước có thiên quân vạn mã bọn nó cũng không chút do dự giết tới giết sạch sành xanh oanh một bóng người màu đen đã giết tới đưa tay chộp tới lăng hàn trên cánh tay tất cả đều là từng đạo từng đạo hoa văn màu đen tỏa ra hàn quang khiến người ta run sợ Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng đánh ra một quyền, nghênh tiếp về phía bóng người màu đen. Oanh, Lăng Hàn đấm ra một quyền, hình người màu đen nhất thời bị đánh tan, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, hình người màu đen cấp tốc gây dựng lại, sau đó vung ra cánh tay thật dài đánh tới sau tim của hắn. Cái hình người màu đen này, là quái vật bất tử sao? Thân hình của Lăng Hàn nhảy một cái, để qua đòn đánh này. Trong lòng hắn tiến hành tính toán, sức chiến đấu của hình người màu đen này tương đương với địa hồn, tuy không bằng siêu cấp đế giả như đám người thiên thanh nguyệt hay đế giả phổ thông như đô thiếu tuấn nhưng đối với người sức chiến đấu dưới địa hồn mà nói đây là uy hiếp to lớn bởi vì bọn nó không cách nào bị tiêu diệt a à, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên có thật nhiều người khinh địch không có ý thức đến những hình người màu đen này đáng sợ cho rằng một đòn liền tiêu diệt chúng nó lại bị quay giáo một đòn trực tiếp giết chết lang hàn lập tức đính chính cái nhìn của mình địa hồn cảnh không chết vậy đối với thiên hồn cảnh mà nói là có uy hiếp cực lớn, bởi vì vừa nãy hắn nhìn thấy có mấy cường giả thiên hồn bị một đòn đánh giết, thêm chốt là những hình người màu đen này nhiều đến quá mức, hơn một ngàn cái cùng một chỗ giết ra, đại bộ phận đều đánh về phía bọn người thiên thanh nguyệt. vì sao? bọn họ nhiều người a, dĩ nhiên là thành mục tiêu công kích càng to lớn hơn. kỳ thực hình người màu đen rất công bằng, từ đầu người để tính số lượng công kích bọn người lăng hàn cùng công kích đám người thiên thanh nguyệt là tương đương. Đều là một người đối phó khoảng chừng 6 cái Nhưng bên lăng hàn người người đều là tinh anh Ngay cả nhu yêu nữ cũng có năng lực quét ngang âm hồn Miến cứng có thể ngang hàng địa hồn Chỉ cần lăng hàn hơi chăm sóc một chút Nhu yêu nữ liền có thể vững vàng thỏa thỏa Trong nháy mắt như vậy Bên thiên thanh nguyệt kia liền chết mười mấy người Hơn nữa nhân số tử vong này còn đang tăng thêm Chẳng trách Mấy lão nhân nói một phương thực lực mạnh cũng chưa chắc sẽ thắng Thật sự Lực phá hoại của hình người màu đen này không đơn giản ngay cả bọn người thiên thanh nguyệt gặp phải những quái vật này công kích không chừng mực, có thể kiên trì đến 10 ngày hay không cũng là ẩn số. Không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, thậm chí không tử vong, đối thủ như vậy còn không đáng sợ sao. Nhanh, làm thành vòng phòng ngự, đám đế giả đều dồn dập nói, đây là sách lược ứng đối tốt nhất hiện nay. Một bộ phận người nghỉ ngơi, một bộ phận người phụ trách phòng ngự, qua một quãng thời gian trao đổi. Muốn chiến 10 ngày, tất cả mọi người đều nghe chỉ huy, bằng không mất mạng chính là các ngươi. Sức chiến đấu ở trên địa hồn dồn dập ra tay, rất dễ dàng liền đánh đổ nát hình người màu đen, nhưng những hình người này lại không ngừng gây dựng lại, căn bản không thể tiêu diệt, cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. Cũng còn tốt, có đám đế giả trống, tỷ suất tử vong bên bọn họ nhất thời chậm lại, chỉ ít tạm thời không có ai chết mất. chương 2266, Phát Huy, Hạ. Kỷ vô danh cười lạnh một tiếng, thân hình giết ra, oanh oanh oanh, từng hình người màu đen bị hắn dễ dàng đánh nổ, hắn thế như trẻ che giết về phía bọn người thiên thanh nguyệt, đồng thời không chút do dự tế đoạn tình kiếm ra, một kiếm quét ngang, kiếm khí ngút trời. Hừ, thiên thanh nguyệt cùng hạ hậu thông đồng thời đón nhận, tất cả ra một quyền, đánh ra công kích ác liệt bá tuyệt. Oanh, kỷ vô danh bị chấn lui trở lại, tuy đoạn tình kiếm không gì không xuyên thủng, nhưng chém không chúng người thì có ích lợi gì đây. Dù sao về mặt chiến lực, vẫn là đám người thiên thanh nguyệt càng mạnh mẽ hơn, đây là bởi vì cảnh giới của bọn họ quyết định. Kỳ vô danh không để ý chút nào, thân hình đi khắp nơi, đoạn tình kiếm huy động liên tục, xèo xèo xèo, từng đạo từng đạo kiếm khí ngang dọc, vót về phía người đoàn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đánh tan vòng tròn mà những người này hợp lại, sát thủ chân chính không cần hắn làm, hình người màu đen tự nhiên sẽ thay hắn ra tay. Đáng ghét, thiên thanh nguyệt gào thét, hắn cùng hạ hậu thông liên thủ hoàn toàn có thể để cho kỳ vô danh không phát huy ra được uy của tiên kiếm, người vẫn không có áp sát liền bị đánh bay nhưng bọn họ vẻn vẹn chỉ là hai người làm sao chống được kỷ vô danh công kích hỗn loạn như vậy vốn là thiên mã hành không cực kỳ tùy ý đoàn người vì tránh né kiếm khí chỉ có thể bôn ba bốn phía cứ như vậy vòng phòng ngự lập tức bị đánh tan hình người màu đen cùng nhau tiến lên trong nháy mắt liền xé vài người thành mảnh vỡ máu tươi bay tung tóe tình cảnh máu tanh đừng phân tán đừng phân tán có mấy người vội vàng kêu lên mọi người thấy kết cục phân tán tự nhiên lập tức chạy về một lần nữa tạo thành vòng phòng ngự kỳ vô danh nhếch miệng nở nụ cười, đoạn tình kiếm lại chém, hóa thành một đạo kiếm khí cao tới ba trượng, rộng nửa trượng chém qua. tất cả mọi người cắn chặt hàm răng, kiên định không trốn. ầm, um, kiếm khí đảo qua, nhất thời máu bắn tung tóe, chỉ ít mười mấy người bị kiếm khí nghiền thành cặn bã. đây chính là tiên khí, nếu chân chính phát huy, ngay cả đại năng thăng nguyên cảnh cũng chỉ có phần miểu sát, hiện tại chỉ là bản thân bộc lộ tài năng, vậy cũng cực kỳ đáng sợ, không phải phân hồn cảnh có thể chống đỡ. Tất cả mọi người hoảng hốt, đây rốt cuộc là trốn hay không trốn đây. Hai bên đều là tai tinh A, à, cùng một chỗ chân áp hắn. Trúc Tệ Vân nũng nịu nói, trước tiên giết tới. Bọn họ cố ý đá lăng hàn, kỳ vô danh ra đồng minh, lại dùng phép khích tướng để bọn họ không lập xuống khi ước với bộ tộc của mình, không phải là muốn dựa vào ưu thế nhiều người nghiền ép sao. Kết quả ngược lại tốt, nhân số bọn họ nhiều là nhiều, nhưng không có một chút xíu tác dụng. Ở dưới hình người màu đen áp chế chỉ có thể bị động chịu đòn, như vậy kéo dài, bọn họ nhất định sẽ tan vỡ. Vì lẽ đó, không bằng nhân lúc hiện tại nhiều người liên thủ quyết định bọn người kỳ vô danh, Lăng Hàn, chỉ cần hai người kia chết, vậy chỉ cần bốn người Thiên Thanh Nguyệt bảo vệ mình, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về bọn họ. Giết, những người khác cũng giận dữ, hoặc là bị hình người màu đen giết chết, hoặc là bị kỳ vô danh đánh giết, vậy còn không bằng không thèm đến xỉa đụng một cái, nếu như có thể giết kỳ vô danh, vậy nguy cơ của bọn họ tự nhiên cũng giải trừ khát vọng đối với sinh mệnh để bọn họ bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người, từng kiện bảo khí oanh ngang còn có pháp chỉ, đây là bảo khí đơn giản nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời tất cả đều là tiên quang, uy lực kinh người. Tứ đại đế giả liên thủ tấn công về phía kỷ vô danh, giao hình người màu đen cho mấy đế giả bình thường khác xử lý, ngoài ra còn có mười mấy thiên hồn cảnh ở bên cạnh phụ trợ, muốn lấy hết tất cả khả năng chém giết kỷ vô danh. Các ngươi đã quên ta sao? Lăng Hàn hét dài một tiếng, lấy ra cửu thiên hỏa phân hồn, tay cầm tiên ma kiếm, cường thế giết vào. Oanh oanh oanh, hắn như hùng sư xông vào trong bầy cừu, thân hình lướt qua liền thấy một đống người bị chấn bay lên, có chính là hoàn chỉnh, có thì hóa thành mảnh vỡ. Không thể để cho bọn họ liên thủ, Trúc Tệ Vân thét to, Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh liên thủ, tứ đại đế giả không những kiến thức qua, cũng ăn qua vị đắng. Một cái phòng ngự cực điểm, một cái công kích cực điểm, hai người liên thủ, có thể quét ngang tất cả cùng cảnh giới. Lập tức Thiên Thanh Nguyệt cùng Hạ Hậu thông phân ra bốn phân hồn, chặn Lăng Hàn lại. Dùng 8 phân hồn đến đánh lén Lăng Hàn, đây thực sự là cực kỳ coi trọng. Ha ha, Lăng Hàn không chút do dự, nổ ra một cái bản nguyên trùng kích, oanh oanh oanh, 8 đạo phân hồn bị dồn dập đánh bay. Bọn nó cũng không có mạnh như bản thể, muốn đạt đến cấp bậc bản thể, nhất định phải ở thời điểm phân hồn rót vào phân hồn cấp bậc Tiên Vương, tỉ như Thiên Địa Bản Nguyên, hoặc như Kỳ Vô Danh, kiếp trước chính là Tiên Vương. Không làm được điểm ấy phân hồn liền không thể có sức chiến đấu của bản thể. Bản nguyên trùng kích của Lăng Hàn là thuật sát thương quần thể, sẽ không quản ngươi đến bao nhiêu người, mỗi một cái đều phải chịu đựng đả kích tương đồng. Bởi vậy, một phân hồn không tiếp nổi công kích của hắn, vậy tám cái đến cũng như thế. Hắn cường thế giết tới, thể phách khủng bố không nhìn thẳng đả kích, xuất hiện ở bên người kỳ vô danh. Quy tắc cũ, kỳ vô danh nhếch miệng nở nụ cười, Lăng Hàn gật đầu, lần trước cùng kỳ vô danh hợp tác vui vẻ, lần này bọn họ muốn sáng tạo thành tích tốt hơn, làm sao cũng phải giết chết đám người thiên thanh nguyệt chứ. Chiến chiến chiến, hiện trường hỗn loạn tương bừng, lăng hàn, kỷ vô danh đang đánh cùng tứ đại đế giả, những người khác thì đánh cùng hình người màu đen, mà hình người màu đen chắc chắn sẽ không bởi vì bọn người lăng hàn chiến đấu mà buông tha bọn họ, tương tự phát động công kích với bọn họ. Với lăng hàn cùng kỷ vô danh mà nói, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Không phải công kích cấp bậc địa hồn sao, coi như lăng hàn nằm bất động mặc bọn họ oanh kích, vậy đánh một kỷ nguyên cũng không thể lấy mệnh của hắn. Mà ở dưới bảo vệ của hắn, kỷ vô danh đương nhiên cũng không cần để ý đến vấn đề phòng ngự, chỉ cần thỏa thích ra tay là được. Nhưng bọn người thiên thanh nguyệt không được, coi như địa hồn cảnh không phải đối thủ của bọn họ, nhưng bọn họ phải đi bận tâm, mặc kệ là oanh lên một quyền, đánh tới một trường, làm sao cũng phải bị thương, vậy thì để bọn họ càng thêm bị động. chương 2267, Huyết Mạch Câu Trần Có thể nói, đây là cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà tứ đại đế giả bắt đầu chạy tán loạn, thiên hồn cảnh khác như thế nào chống đỡ được uy thế của tiên khí, không bị chết chết, chính là chạy trốn. Hình người màu đen thì vô tình giết chóc, để người sống trở nên càng ngày càng ít. Bạo hoa cúc của các ngươi, trong tay hổ nữ vung vẩy một thiết côn, giết về phía người may mắn còn sống sót. Nàng là tặc tinh, nhìn chằm chằm đối thủ tự nhiên là nàng có thể đối phó, một côn chọc ra, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một tên nam tử bị nàng chống lên, mà một đầu thiết côn là cắm vào trong cái mông của người kia, có máu đỏ thấm chảy ra. Chơi vui, tiểu nha đầu tiện tay múa tung, thiết côn mang theo một người quét ngang, oanh oanh oanh, nàng vận dụng côn bằng huyết mạch, phía sau hiện ra một hư ảnh côn bằng to lớn, gia trì cho nàng lực lượng kinh khủng. Phải biết, tuy nàng không biến thái như kỷ vô danh, nhưng trên thực tế cũng có một bộ phận năng lực của tiên vương tầng 9, chỉ là lấy loại hình thức tiên vương lạc ấn ở lại trong ý thức hải của nàng, cần nàng đi quen thuộc, vận dụng. Bởi vậy, Sức chiến đấu của tiểu nha đầu cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là sau khi nàng kích hoạt côn bằng huyết mạch. Giết giết giết, nàng hung tính quá độ, nữ hoàng thì khuôn mặt băng lạnh, phân hồn hiện, 18 phân thân ra, 20 nữ hoàng đều đẹp tuyệt thiên hạ, nhưng động thủ lại không nhẹ dạ chút nào, triển khai tàn sát, thực lực ở dưới thiên hồn cơ bản là bị nàng thuấn sát. Chỉ có nhu yêu nữ kém rất nhiều, nàng đối phó một hình người màu đen cũng miễn cưỡng, sao có thể dư lực đi đối phó người khác, chỉ có dùng ánh mắt trợ uy thay các nàng hổ nữ, Lần này Lăng Hàn cùng kỷ vô danh triển khai truy kích, đây chính là hẻm núi bịt kín, thời gian ít hơn 10 ngày, ai cũng không thể từ bên trong đi ra. Hơn nữa, mọi người đều là lần đầu tiên tiến vào nơi đây, không thể bố trí cạm bẫy. Hổ nữ, loạn tinh, Lăng Hàn kêu một tiếng, thu hai nữ vào hắc tháp, sau đó nhìn về phía nhu yêu nữ đang vô cùng đáng thương, tay phải cuốn một cái, cũng thu nàng vào. Bọn họ muốn triển khai truy sát, đầu tiên phải giải quyết nỗi lo về sau, nếu như lưu ba nữ ở chỗ này vậy bị người bắt làm con tin thì làm sao bây giờ? Lăng Hàn cùng Kỳ Vô Danh triển khai thân pháp, đầu tiên truy kích Hạ Hậu Thông. Kỳ Vô Danh ta muốn giết người, trốn được sao? kỷ Vô Danh một bên truy kích, một bên cười gần, hắn lấy ra cung nhỏ kia. Tiểu Trư Thiên A Di Cung, tiên khí. Hắn không lắp tiến, chỉ mở thân cung, A Di Cung lập tức phóng to gấp mấy lần, cao bằng một người, một vệt sáng xuất hiện ở trên thân cung, ngưng tụ thành một đạo tiến quang. Đi, Kỳ Vô Danh khẽ quát một tiếng, xèo mũi tên ánh sáng lập tức bắn ra đánh tới hạ hậu thông nếu như hắn có thể sử dụng hết huy lực của tiên khí vậy mũi tên này ra hạ hậu thông mạnh hơn gấp một vạn lần cũng chỉ có bị thuần sát chẳng qua cho dù là kỳ vô danh hiện tại cũng không cách nào xúc động uy lực của tiên khí mũi tên này thuần túy là uy năng của bản thân tiên kim dù như vậy đạo ánh sáng này cũng cực kỳ đáng sợ hóa thành một vệt sáng bắn nhanh về phía hạ hậu thông quá nhanh hạ hậu thông nổi giận gầm lên một tiếng hắn đã không kịp né tránh, hoặc là chặn, hoặc là ngạnh kháng. Ngạnh kháng hắn là tuyệt đối không dám, tuy hắn không có xoay người lại, cũng đã cảm giác được một luồng hàn ý để cả người hắn run rẩy, thật muốn bị mũi tên này bắn trúng, tuyệt đối là ngay lập tức chết. Hắn vội vã xoay người lại ra quyền, trên nắm tay bao vây một tầng ánh sáng dày đặc, có vô số phù hiệu lít nha lít nhít phát sáng. Oanh, một quyền đón nhận mũi tên ánh sáng, nhất thời, đại đạo va chạm, ánh sáng loạn giật. Có thể rõ ràng nhìn thấy, mũi tên ánh sáng này cực kỳ đáng sợ không ngừng phá tan quang tầng trên nắm tay của hạ hậu thông thật giống như tầng phòng ngự kia ở trước mặt nó căn bản không đỡ nổi một đòn chẳng qua hạ hậu thông dù sao cũng là siêu cấp đế giả nếu không có niềm tin khá lớn hắn sẽ ra một quyền như thế sao khi mũi tên ánh sáng sắp đánh tới nắm đấm của hắn mũi tên này đột nhiên hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất rồi có thể hóa giải một đòn của tiên khí cho dù không phải là trạng thái kích hoạt của tiên khí thực lực của hạ hậu thông xác thực mạnh đến nỗi kinh người. Nhưng mà, cái này không có tác dụng gì, kỷ vô danh chỉ bình tĩnh mở cung lần thứ hai, xeo, lại bắn ra một mũi tên ánh sáng. Hạ hậu thông ngươi có chặn hay không? Chỉ có thể chặn, nhưng ngươi chặn được mũi tên này thì đã làm sao, kỷ vô danh mở cung tiếp là được. Một mũi tên lại một mũi tên, thế tiến công của kỷ vô danh liên miên không dứt mà Lăng Hàn thì đuổi theo làm bia đỡ đạn. Các người muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hạ hậu thông lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn không khỏi bật cười nói, thật giống như là các người muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta a, à, sao hiện tại lại kêu oan rồi. Hừ, các ngươi cũng quá khinh thường, hạ hậu thông đầy mặt sát khí, oanh, cả người hắn đột nhiên bắn ra khí thức mạnh mẽ, có hư ảnh một con mãnh thú từ trong cơ thể hắn dựng lên. Ông ông ông, trên người con mãnh thú này có bảy cái phù hiệu đại đạo, nhưng mỗi một cái không trọn vẹn, dù như vậy, vẫn tỏa ra khí thức cổ xưa tôn nghiêm, phảng phất như nguyên thú đến từ hồng hoang. Con mãnh thú này hình như nai, trên đầu có sừng, toàn thân che kín vải giáp, mọc ra một cái đuôi trâu. Ô, câu trần, kỷ vô danh lộ ra vẻ kinh ngạc, lăng hàn nghe vào trong tai, nhất thời nha một hồi, câu trần chính là thượng cổ nguyên thú, cũng thuộc về hàng ngũ mạnh mẽ nhất. Hạ hậu thông có huyết mạch câu trần, hiện tại toàn diện kích phát, chẳng trách khí thức tăng vọt. Nhưng kích phát như vậy tất nhiên cần bỏ ra cái giá khổng lồ, bằng không hắn hoàn toàn có thể lúc trước liền dùng. Phòng trừng như hỏa diễm tiên thai, chỉ có thể bạo phát trong thời gian ngắn mà thôi, hơn nữa sau khi bạo phát sẽ suy sụp. Không sai, tổ tiên ta chính là thượng cổ nguyên thú câu trần. Hạ hậu thông ngạo nhiên nói, bộ phận lộ ra ngoài quần áo, như mặt, cổ, trên tay đều hiện ra từng lớp vải màu đen. Thời khắc này hạ hậu thông hoàn toàn không như một người, mà là một tiên thú thượng cổ chân chính. Đáng tiếc người cũng không biết, câu trần chính là bị ta tàn sát. Kỳ vô danh lạnh nhạt nói, chương 2268, không chỗ nào không cần, cái gì, hạ hậu thông suýt chút nữa phun ra ngoài, kỷ vô danh giết lão tổ tông nhà bọn họ. Trên thực tế, hạ hậu ra là huyết mạch của câu trần không biết bao nhiêu đời, cũng chỉ có ở trên người của hạ hậu thông, huyết mạch đột nhiên phản tổ, lại thêm bản thân hắn thiên phú võ đạo kinh người, cuối cùng trở thành siêu cấp đế giả. Hạ hậu thông tự nhiên ngay cả câu trần cũng chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng hắn biết, lão tổ tông chính là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất trên đời này, tiên vương tầng 9. Một phân hồn cảnh nho nhỏ, lại dám nói khoác không biết ngượng nói giết lão tổ tông của hắn đây là chuyện cười cỡ nào nhưng câu nói này từ trong miệng kỷ vô danh nói ra không có một người dám coi là chuyện cười kỷ vô danh có lực tín phục như vậy ngươi đến cùng là ai hạ hậu thông trầm giọng hỏi tỉ mỉ cảm ứng hắn thình lình phát hiện lực lượng câu trần của mình khuất phục kỷ vô danh đây là một loại lực lượng cảm ứng nào đó trong thiên địa tỉ như hai đại nguyên thú phát sinh đại chiến trong đó một phương bại vong vậy đời sau của một phương bại vong gặp phải phe thắng lợi, sẽ có một loại trời sinh bị áp chế. Cái này là một loại số mệnh, nguyên thú vâng mệnh trời mà sinh, bởi vậy sau khi bị đánh giết, thiên địa sẽ phán quyết nhân quả này lên hậu đại, như là số mệnh. Đương nhiên, cường giả có thể khắc phục áp bức như vậy, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng hạ hậu thông thình lình phát hiện, lực lượng câu trần của mình ở trước mặt kỷ vô danh quả thực như con chuột gặp phải mèo, bị hoàn toàn áp chế, run như cầy sấy. Đây là thiên địa số mệnh áp chế, hơn nữa tuyệt không chỉ là đời sau đối với đời sau, mà là đời sau gặp phải người giết tổ tiên. Phân hồn làm sao có thể giết được tiên vương tầng 9, cái này không phải đang nói đùa sao. Bởi vậy, hạ hậu thông không nhịn được hỏi lên, kỳ vô danh cười nhạt, năm đó câu trần ở hắc ám chi chiều đến, cự không xuất chiến, ta tức giận liền làm thịt hắn, mới ổn định lòng quân, đề chấn sĩ khí. Bằng không, nói không chắc lần hắc ám chi chiều đó đã bị toàn diện xâm lấn. Không nghĩ tới ta chuyển thế sống lại, lại giết một lần đời sau của câu trần. Lời này, để lộ ra tin tức quá kinh người, hắc ám chi chiều đột kích, lại cần tiên vương tầng 9 đến chống cự. Hơn nữa, còn không phải một tiên vương tầng 9, mà là vài vị. Thậm chí, có tiên vương tầng 9 ra tay cũng nguy hiểm tầng tầng, để câu trần khiếp chiến. Sau đó, kỷ vô danh liền diệt câu trần ở trước quân, để chấn lòng quân. Câu trần có khả năng cam tâm nhận lấy cái chết sao? Nhất định sẽ liều mạng phản kích, nhưng mà, hắn vẫn bị tàn sát, kỳ vô danh lại mạnh bao nhiêu, câu trần là nguyên thú, hơn nữa còn là người xuất sắc trong đó, nhưng vẫn bị kỳ vô danh xóa bỏ, lúc trước kỳ vô danh lại hung hăng đến mức độ cỡ nào. Tiên vương tầng 9 chuyển thế, hạ hậu thông sợ vãi tè rồi, mặc dù hắn tràn ngập tự tin với mình, tuyệt đối có thể đạt đến tiên vương tầng 5, nhưng lên trên nữa liền phải xem vận khí, xem cơ duyên, không phải bằng vào thiên phú, nỗ lực của bản thân liền có thể đạt thành. Tiên vương tầng 9, hắn chỉ dám ngẫm lại, nhưng coi như là tiên vương tầng 9 thì đã làm sao, lão tổ tông của hắn cũng bị người ta giết. Tiên vương như vậy chuyển thế, hỏi thế gian ai có thể ngang hàng. Chẳng trách đối phương xúc động trí tôn thiên đạo, kiếp trước kỳ vô danh ở trong tiên vương tầng 9 tuyệt đối là tồn tại số 1 số 2, là trí tôn tiên vực chân chính. Như vậy, Lăng Hàn thì sao? Hạ hậu thông không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, tên này cũng xúc động trí tôn thiên đạo. Ta không phải tiên vương chuyển thế, Lăng Hàn cười nói, nếu kỳ vô danh không vội ra tay, hắn tự nhiên cũng không vội. Hơn nữa, hiện tại hắn đang suy tư hắc ám chi chiều, đến cùng là tai nạn thế nào, lại để rất nhiều tiên vương đồng loạt ra tay chống lại, hơn nữa tựa hồ còn không cách nào bình định. Hóa ra không phải A, à, hạ hậu thông thở vào nhẹ nhõm, tuy cái này cũng không thể thay đổi hiện trạng. kỷ vô danh nở nụ cười nói, hắn không phải tiên vương chuyển thế, nhưng là truyền nhân của một vị thiên tôn. Thiên tôn, chính là tồn tại trên tiên vương tầng 9 là trí tôn chân chính trong thiên địa. Phốc, hạ hậu thông chấn kinh đến con ngươi sông ra ngoài, cái gì, trên tiên vương tầng 9 còn có tồn tại càng mạnh hơn. Trí tôn thiên đảo, lẽ nào, chỉ có người đạt thành tựu thiên tôn mới có thể xúc động cây long kiều này sao? Xeo, thưa dịp hạ hậu thông đờ ra, kỷ vô danh đột nhiên ra tay, một kiếm xẹt qua, đầu người của hạ hậu thông nhất thời bay lên, hắn chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm kỷ vô danh. Ngươi là tiên vương tầng 9 chuyển thế A, Tại sao có thể đê tiện vô liêm sỉ như vậy, đột kích hạ sát thủ với một tên tiểu bối? Nhưng bị tiên khí chém đầu, cái này còn sống thế nào? Đừng nói hắn không được, ngay cả đại năng thăng nguyên cảnh cũng không sống nổi. Tuy nói lực lượng câu trần trong cơ thể hạ hậu thông bị kỳ vô danh áp chế, nhưng thực lực siêu cấp đế giả bày biện ở đằng kia, chỉ cần đản đi lực lượng câu trần, hắn tuyệt đối có thể liều một trận với kỳ vô danh, lăng hàn. Nhưng hắn bị kỳ vô danh nói ra đồ vật dọa sợ dưới một chiêu thất thần chết ngay xác thực oan uổng không cam lòng a à. lăng hàn liếc mắt nhìn kỷ vô danh vị này vì đạt được mục đích thực sự là không để ý dùng thủ đoạn gì a à. hắn cố ý nói ra tên của câu trần lại nói một tin tức làm người ta kinh ngạc mục đích chính là vì kinh sợ hạ hậu thông nhân cơ hội hạ sát thủ tàn nhẫn cay độc vô tình hơn nữa hoàn toàn không biết xấu hổ đối thủ như vậy ai gặp gỡ cũng sẽ hô to vướng tay chân kỷ vô danh quay đầu lại nhìn lăng hàn nói yên tâm nếu như ta muốn giết ngươi tất sẽ đường đường chính chính thật sao trong lòng lăng hàn lắc đầu hắn bây giờ đối với kỷ vô danh là một chữ cũng không thể tin được người này quá quái lạ có lúc tín nhiệm người đến mù quáng tỉ như liên thủ với lăng hàn liền hoàn toàn giao phía sau lưng cho lăng hàn không sợ lăng hàn sẽ nhân cơ hội đâm hắn một đao chút nào nhưng hiện tại bọn họ rõ ràng chiếm thượng phong nhưng còn dùng tới loại thủ đoạn khá nham hiểm này chỉ có thể nói vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào Kiêu hùng, tiếp tục, Kỷ vô danh xoay người, bọn họ chỉ chém xuống một siêu cấp đế giả, còn sót lại ba cái a. Chương 2269, đặt bẫy. Mặc cho ba người Thiên Thanh Nguyệt chạy đi đâu, một khi tranh đoạt chiến bắt đầu, ít hơn 10 ngày thời gian ai cũng không thể đi ra. Như vậy, hẻm núi chỉ tí tẹo như thế, có thể trốn đến nơi đâu đây? Lăng Hàn cùng Kỷ vô danh triển khai tìm tòi, bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm Tam đại siêu cấp đế giả kia là được, dư tử tầm thường phần lớn người sẽ bị hình người màu đen đánh giết. Hai người bước chậm ở trong hẻm núi, tuy cũng có hình người màu đen đuổi giết bọn họ, nhưng đối với hai người mà nói, loại công kích cấp bậc này hoàn toàn là chút lòng thành, tùy tiện một đòn liền có thể đánh tan hình người màu đen. Sau nửa canh giờ, bọn họ phát hiện Trúc Tuệ Vân đang đứng ở trên một tảng đá lớn, gió núi thổi qua, làn váy của nàng hơi giật động, như thiên tiên hạ phàm. Nàng cứ như thế đối mặt lăng hàn cùng kỳ vô danh, tựa hồ muốn ở chỗ này quyết một trận tử chiến với bọn họ ánh mắt Lăng Hàn quét qua, hai bên tảng đá này đều trống trải, không thể ẩn náu người, nhưng tảng đá dưới chân trúc Tuệ Vân lại hơi lớn, nếu như phía sau giấu người. Thừa sức, đây là chỗ thị lực không tới, nhưng không có quan hệ, lang Hàn giật động thần thức, chỉ cần thần thức nhìn quét, vậy không hề khác tận mắt nhìn. Hắn không có nhìn thấy bất luận dị dạng gì, nhưng trúc Tuệ Vân lại ở chỗ này chờ hai người bọn họ, cái này không hợp lý. Giết chết là được, Kỷ Vô Danh nhanh chân mà đi tựa hồ phía trước là đầm rồng hang hổ cũng không thèm để ý. Lăng Hàn cũng nhanh chân mà đi, cùng kỳ vô danh vai sóng vai. Hôm nay, chính là giờ chết của hai người các ngươi. Trúc Tuệ Vân mở miệng, đột nhiên vung một quyền, đánh hình người màu đen tập kích tới thành cho. Tuy hình người màu đen căn bản giết không xong, nhưng nổ nát nó càng lợi hại, vậy nó gây dựng lại cần thời gian sẽ càng lâu. Đương nhiên, có lâu cũng chỉ một hơi mà thôi, hình người màu đen đang nhanh chóng ngưng tụ, mà hai người lăng hàn cũng áp sát thở phi phò, đúng lúc này, chỉ thấy hai bóng người đột nhiên từ sau đá tảng giết ra, mục tiêu nhắm thẳng vào kỳ vô danh. Cùng lúc đó, Trúc Tuệ Vân cũng nhào ra, tương tự kiếm chỉ kỳ vô danh. Hai người từ phía sau tảng đá giết ra, rõ ràng là Dư Hoa Thanh cùng Thiên Thanh Nguyệt. Quả nhiên, đây là một cái bẫy, hai siêu cấp đế giả không biết dùng biện pháp gì ẩn nấp khí tức, để thần thức tìm tòi không cách nào chạm đến, thật giống như căn bản không tồn tại. Mà thời khắc này, bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào kỷ vô danh lực phòng ngự yếu nhất cái này là sách lược cực kỳ chính xác chỉ cần trước tiên đánh giết kỷ vô danh lăng hàn chỉ có phòng ngự cũng vô dụng lăng hàn hừ một tiếng ngang thân chặn ra đã sớm chờ ngươi thiên thanh nguyệt đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười vung tay phải lên một bình ngọc tung bay trong nháy mắt phóng to gấp mấy chục lần phủ đầu bao lại lăng hàn oanh bình ngọc hạ xuống lăng hàn cũng biến mất rồi Giết, ba người thiên thanh nguyệt đồng thời triển khai công kích về phía kỷ vô danh, mỗi một cái đều phát huy ra sức chiến đấu trình độ cực cao. Há, bảo tịnh bình của hư lan sao, kỷ vô danh liếc mắt nhìn chiếc bình ngọc kia, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, dưới chân động chuyển, không cùng ba người chính diện giao phong. Dù sao cũng là tam đại siêu cấp đế giả, cho dù là hắn, liều mạng cũng chỉ có một con đường chết. Ba người thiên thanh nguyệt đặt một cái bẫy, tuy mục tiêu vẫn là kỷ vô danh, nhưng lăng hàn là người bọn họ muốn đối phó đầu tiên dùng một món bảo khí để hắn tạm thời cách xa chiến cuộc. Há, không phải bảo tịnh bình, chỉ là phỏng chế, chỉ có thể sử dụng một lần. Kỳ vô danh ngật gù, tuy bị tam đại siêu cấp đế giả vây công, nhưng hắn không hề sợ hãi. Cảnh tượng như vậy hắn nhìn nhiều lắm rồi, ở lúc đối phó hắc ám chi chiều, hắn thậm chí từng chịu đựng vài cường giả tương đương với tiên vương tầng 9 vây công, nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn bị hắn cường thế tiêu diệt, hắn gặp chiêu phá chiêu, dưới chân di chuyển, ở dưới Tam đại đế giả vây công có vẻ thành thạo điêu luyện. Ba người Thiên Thanh Nguyệt khiếp sợ, không phải bởi vì kỳ vô danh nhận ra món bảo khí này là hàng nhái của Bảo Tịnh Bình, mà là hắn gọi thẳng phong hào của Hư Lan Tiên Vương. Tôn hào của Tiên Vương, há là một phân hồn có thể gọi thẳng. Đây là đại nghịch bất đạo, mặc cho Thiên Kiêu kinh diễm tuyệt thế ra sao, kiêu ngạo mút trời cỡ nào, nhưng nhắc tới tên của Tiên Vương thì nhất định phải cung cung kính kính. Dám gọi thẳng tên của Tiên Vương, thật là gan to bằng trời. Thiên Thanh Nguyệt uy nghiêm đáng sợ nói, kỳ vô danh không để ý, trên thực tế hiện tại tuyệt đại bộ phận tiên vương đều là hậu bối của hắn, nếu biết được thân phận chân thật của hắn, mỗi người cũng phải hành đại lễ với hắn, tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, ở trước mặt tiên vương tầng 9, tiên vương tầng 8 cũng là hàng tiểu bối. Hư lan tiên vương, chỉ là tiên vương tầng 8 mà thôi, ở trong mắt hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bớt phí lời với hắn, chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Dư Hoa Thanh lạnh lùng nói không sai, giết, ba người phóng đại chiêu, phải nhanh một chút đánh giết kỷ vô danh. Bởi vì tịnh Bảo Bình dù sao chỉ là khí cụ mô phỏng, không thể nhốt lại lăng hàn quá lâu. Kỷ vô danh vẫn thong dong như cũ, dưới chân dẫm bước tiến cực kỳ quỷ dị, nhưng cả người thật giống như biến mất khỏi không gian, công kích gì đánh tới cũng trực tiếp xuyên thấu qua, không cách nào tạo thành thương tổn. Quy tắc không gian, tam đại đế giả đều kinh ngạc thốt lên, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Quy tắc không gian ngự trị ở trên quy tắc ngũ hành, mà tu luyện đến cũng cực kỳ không dễ, bởi vì phải được tiên dược tương tự như hư không thảo mới có thể cảm ngộ, người ngay cả đồ vật cảm ngộ cũng không có, làm sao có thể đạt được quy tắc. Mà kỳ vô danh vẻn vẹn chỉ dựa vào bộ pháp liền để qua công kích của bọn họ, điều này nói rõ đối phương nắm giữ quy tắc không gian đạt đến trình độ cực cao. Đối phương làm sao tu luyện được, vận may như vậy, thật là khiến người ta đố kỵ đến đỏ mắt. Có điều tam đại đế giả cũng không có nhụt trí, mà gia tăng cường độ công kích. Tuy quy tắc không gian xác thực ở trên ngũ hành, nhưng còn phải xem cường độ quy tắc của song phương, không thể nào 100 phần lực lượng một hệ đánh không lại một phần lực lượng không gian. Hiện tại chỉ cần bọn hắn gia tăng lực lượng tấn công, liền có thể đánh tan quy tắc không gian của kỳ vô danh, chính là nhất lực phá vạn pháp. chương 2270, Cửu Đăng của Phật Thượng Quả nhiên, khi lực công kích của Tam Đại Đế giả tăng mạnh tới trình độ nhất định, bước tiến của kỳ vô danh cũng xuất hiện hỗn loạn, kia là quy tắc không gian bị phá hỏng. Kỳ Vô Danh không để ý chút nào, hai tay trải phẳng, một tay câu thông đi qua, một tay khống chế tương lai, thân như ở quá khứ, lại tựa như trong tương lai, căn bản không thể dự đoán. Thời gian quy tắc, ba người Thiên Thanh Nguyệt càng thêm khiếp sợ, người am hiểu quy tắc không gian cũng coi như thôi, làm sao ngay cả quy tắc thời gian cũng có thể chơi sành như thế. Bất kể là không gian hay thời gian, đều không phải võ giả muốn tu luyện liền có thể tu luyện, phải được tiên dược đối ứng. Mà muốn đạt đến độ cao như Kỳ Vô Danh vậy cần số lượng tiên dược tuyệt đối là một con số kinh người, bảo đảm đại bộ phận tiên vương cũng chỉ có hít khí lạnh. Cái này không chỉ cần đủ thực lực, còn cần thời gian đủ dài, bằng không tiên vương tầng 9 cũng bó tay hết cách. Người này, đến tột cùng có lai lịch gì? Oanh, đúng lúc này, trên tịnh Bảo Bình đột nhiên xuất hiện một trường ấn, sau đó oanh oanh oanh, trường ấn trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Nhanh, người kia sắp đánh vỡ bảo khí đi ra, nhiều nhất 10 chiêu, nhất định phải giết chết người này đều ra tuyệt chiêu, ba người thiên thanh nguyệt đều xuất sắc, lang hàn sắp xuất hiện, bọn họ nhất định phải mau chóng giết chết kỷ vô danh, bằng không tình thế liền trong nháy mắt nghịch chuyển, bọn họ không còn chút ưu thế cùng phần thắng nào nữa. Một vòng thanh nguyệt kiêu ngạo vạn cổ, thiên thanh nguyệt dẫn đầu làm khó dễ, phía sau hắn hiện ra minh nguyệt, lành lạnh như nước, trên minh nguyệt có một cổ tự tàn tạ, lập tức kích hoạt phát sáng, để nguyệt quang càng thêm óng ánh. Khi ánh trăng chiếu bắn tới trên người kỷ vô danh, thân hình của hắn lập tức ngưng trệ, lại không thể động đậy mảy may. Từ Phong Tiên kiếm, Trúc Tệ Vân cũng phát động đại chiêu, từ trong đỉnh đầu rút ra một tiên kiếm màu tím, đây cũng không phải tiên khí chân chính, mà là do thần hồn của nàng ngưng tụ, hóa thành một tiên kiếm. Phân hồn cũng không nhất định phải ngưng thành hình người, cũng có thể là các loại binh khí, nhưng cái này cực kỳ hiếm thấy. Trong mắt của nàng tỏa ra vẻ tàn khốc, một kiếm này đâm ra, nàng sẽ tự bạo phân hồn, từ đó để sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần hình thành lực phá hoại khủng bố. Cuối cùng, dư hòa thành vỗ ngực một cái, oanh, sau lưng của hắn lộ ra hai cánh, từng cái từng cái phù hiệu phát sáng, sức chiến đấu của hắn tăng lên tới độ cao kinh người. Kỳ vô danh cười ha ha nói, ma ha giả diệp, chư ba la Phật, hắn đọc Phật hiệu, trên trán hiện ra một chữ vạn, có kim quang vô tận chiếu xuống, bao phủ thân thể của hắn ở bên trong. Oanh oanh oanh, công kích của tam đại đế giả kéo tới, đều bị kim quang cản lại, kỳ vô danh như một vị kim thân Phật đà, bất tử bất diệt. Một đòn vô hiệu, ba người thiên thanh nguyệt cũng không thể tin được con mắt của mình. Bọn họ đều dùng hết toàn lực, thậm chí phóng ra tuyệt chiêu ép đáy hòm, kia có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt gấp 10 lần A. Kim, Kim thân Phật Đà, đây là bí thuật độc môn của cửu đăng cổ Phật, tam đại đế giả đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn kỳ vô danh, chăm miệng một lời nói. Ngươi là truyền nhân của Phật môn, cửu đăng cổ Phật là một nhân vật huyền thoại, một vị tiên vương vô địch, sáng lập Phật môn, lấy phổ độ chúng sinh làm tôn chỉ, dẫn người hướng thiện. Truyền thuyết, vị tiên vương này có lòng từ bi, nhưng cũng có thời điểm giận dữ thành ma, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng bị hắn giết qua. Bởi vậy, Phật môn cũng là đại giáo cực kỳ cường thế, ở trong thế lực tiên vương tầng 9 cũng có thể xếp hàng đầu. Nếu như kỷ vô danh xuất từ Phật môn, thân phận này có chút kinh người, nếu như ai dám giết hắn, không sợ Phật môn ra tay sao. Có người nói cửu đăng cổ Phật đã sớm mất tích, nhưng tiên vương cường thế như vậy ai sẽ tin tưởng hắn chết đi. Đều thịnh truyền hắn đang bế quan, nếu tái hiện tiên vực, sức chiến đấu còn có thể càng tăng một bậc. Bỏ cửu đăng cổ Phật qua một bên không nói, ba tên đệ tử của hắn có hai vị trở thành tiên vương tầng 9, một tên là Tu Vi tầng 8, chỉ ba người này lôi ra một cái cũng có thể hù chết người. Kỷ vô danh lộ ra nụ cười quái dị, truyền nhân Phật môn sao. Toàn bộ Phật môn đều là hắn sáng lập, chỉ là hắn ở biên quan chống lại hắc ám chi chiều quá lâu, tâm tính cũng phát sinh biến hóa kịch liệt, mới sẽ vứt bỏ thân gần như vô địch năm xưa, cũng thả xuống chấp niệm phổ độ chúng sinh lúc trước, chuyển thế trùng tu. Vậy thì không cần nói cho mấy tiểu bối này, truyền nhân Phật môn thì đã làm sao, giết, thiên thanh nguyệt lạnh lùng nói, đã đến lúc này, chỉ có một mất một còn. Lại nói, sau khi tiến vào di tích cổ, sinh từ tự chịu, đây là truyền thống xưa nay, Phật môn lại thế lớn cũng phải giảng đạo lý có đúng hay không. Giết, Trúc tệ Vân cùng Dư Hoa Thanh cũng lạnh lùng, nếu đứng phía đối lập vậy ta chết khẳng định không bằng ngươi chết kỳ vô danh tiếp tục đọc tụng phật hiệu chữ vạn ở trên đỉnh đầu càng thêm óng ánh giải xuống tầng tầng kim quang như lưu ly li kim thai oanh 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 công kích gì đều là uổng phí căn bản không thể xuyên thủng tầng phòng ngự này tam đại đế giả đều xuất sắng thời gian trôi qua nhanh chóng bọn họ đã thôi phát công kích đến trình độ cực cao nhưng vẫn không cách nào đánh tan phòng ngự của kỳ vô danh có một loại cảm giác như bọn họ đang đối mặt với lăng hàn bất luận người cố gắng thế nào, cũng chỉ là uổng phí thời gian. Soảng, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái bảo bình kia bị đập ra một lỗ thủng lớn, thân ảnh của Lăng Hàn xuất hiện, một bước liền từ trong đi ra. Ta không có bỏ qua cái gì chứ? Hắn cười nói, vừa vặn, kỷ vô danh từ tốn nói, thu hồi lưu ly li kim thân. Sau này hắn sẽ trở thành kình địch với Lăng Hàn, vậy có chút át chủ bài hắn sẽ không để Lăng Hàn biết. Lưu ly kim thân này chính là tuyệt chiêu hắn vừa tu luyện thành, toàn lực vận chuyển, hắn chính là kim thân không hư, có thể sánh ngang thể phách của Lăng Hàn. Khác biệt ở chỗ, thể phách của Lăng Hàn là vĩnh viễn tồn tại, không cần chủ động vận chuyển. Hết cách rồi, một cái là pháp môn do thiên tôn sáng tạo, có thể không trâu bỏ sao. chương 2271, Cửu Đăng của Phật Hạ Sắc mặt của ba người thiên thanh nguyệt đều khó coi, bọn họ cho rằng chỉ cần cách ly Lăng Hàn, liền có cơ hội đánh giết kỷ vô danh. Nhưng lúc chân chính thực thi mới biết, Hóa ra chỉ cần kỳ vô danh chăm chú phòng ngự, căn bản không thua kém Lăng Hàn. Điều này khiến người ta quá tuyệt vọng, hiện tại nên đến phiên các ngươi. Kỳ vô danh nhếch miệng nở nụ cười, rõ ràng trên trán có chữ vạn phát sáng, kim quang lưu chuyển như Phật Đà, nhưng tay cầm đoạn tình kiếm lại vô tình như Ma Vương. Hắn hung hãn giết ra, một kiếm đảo qua, lay động hư không. Lăng Hàn đuổi tới, hắn không cần ra tay công kích, chỉ cần phụ trách phòng ngự. Lúc này Tam đại đế giả cũng không có bỏ chạy nơi này không gian có hạn cùng với bị ngăn ra lần lượt đánh tan còn không bằng tụ tập cùng một chỗ buông tay một kích chỉ cần chống được qua 10 ngày giới hạn vậy liền tuyệt địa phùng sinh ầm um, ầm um, ầm um, năm đế giả đại chiến rõ ràng lang hàn cùng kỷ vô danh ở mặt chiến lược đều kém hơn một ít nhưng có thể đè lên ba người thiên thanh nguyệt đánh khung cảnh này cực kỳ quỷ dị mà hình người màu đen vẫn còn tham gia trò vui tuy vẻn vẹn chỉ là địa hồn nhưng bởi vì đặc tính không chết tạo thành phiền phức cho ba người thiên thanh nguyệt là càng lúc càng lớn Thêm chốt là, số lượng hình người màu đen còn đang tăng thêm. Điều này đại biểu cái gì? Người ngoại lai tiến vào bị tàn sát số lượng lớn, mới sẽ có càng nhiều hình người màu đen giết tới nơi này. Ba người thiên thanh nguyệt cắn răng kiên trì, hy vọng sinh tồn của bọn họ chính là sống qua 10 ngày, nhưng từ hiện tại đến xem, cực kỳ khó khăn. Một ngày, ba ngày, bảy ngày, ba người này không hổ là đế giả đỉnh cấp, dưới toàn lực phòng ngự, lại kiên trì 7 ngày cũng không có tan vỡ, nhưng bọn họ cũng sắp đạt đến cực hạn, trên người đều là vết thương đầy giấy cái này ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ rất lớn nếu không phải bọn họ đều có ý chí cực kỳ kiên định trao đổi một người khác chịu tổn thương như thế vậy khẳng định đã mất đi sức chiến đấu a à, dư hoa thanh phát ra tiếng kêu thảm bị kỳ vô danh một kiếm xóa bỏ sắc mặt của thiên thanh nguyệt cùng trúc tuệ vân đều khó coi bọn họ phảng phất như đã thấy kết cục của mình nhưng mà đường lui đã không còn chỉ có thể chiến một trận nửa ngày sau thiên thanh nguyệt cũng kêu thảm một tiếng bị kỷ vô danh lấy tiểu chư thiên a di cung bắn giết chỉ còn lại trúc tuệ vân lăng hàn không nhẹ dạ chút nào kỷ vô danh càng không biết nhẹ dạ là vật gì hai đại đế giả liên thủ vẻn vẹn chỉ hơn nửa ngày mà thôi trúc tuệ vân cũng bị một kiếm cắt bỏ đầu lâu mỹ lệ nuốt hận tại chỗ kỷ vô danh triển khai công pháp thôn phệ thi thể của ba tên đế giả mà lăng hàn thì thu lấy nhẫn không gian của bọn họ chiến lợi phẩm đương nhiên không có đạo lý không lấy bọn họ trở lại giữa thung lũng chỉ thấy nhân số người may mắn còn sống sót vẻn vẹn chỉ có bốn người, trong đó có đồ thiếu tuấn cùng Long Bộ Thiên. Trong ánh mắt kỷ vô danh lóe lên sát ý, muốn tế cung bắn giết. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái, được rồi, chúng ta đã chắc thắng. Kỷ vô danh dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lăng Hàn, thật giống như muốn chút cỗ sát ý này đến trên người Lăng Hàn, một lát sau mới thu mắt về, hơi vung tay, xoay người rời đi. Đa tạ Lăng Huynh, đồ thiếu tuấn ở phía xa lớn tiếng nói, hiện tại bị 200 hình người màu đen vây giết, tràn ngập nguy cơ, nếu như kỳ vô danh lại hạ sát thủ, vậy hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Lăng Hàn gật gù, thả bọn người nữ hoàng ra hắc tháp. Hiện tại bốn người đô thiếu tuấn, Long Bộ Thiên tự nhiên không dám có nghĩ xa thắng lợi, chỉ cần có thể sống quá lần này, bọn họ liền hài lòng. Hiện tại tất cả tụ cùng một chỗ, ngàn bóng người màu đen vây quanh bọn họ đánh giết, đương nhiên trong đó có hơn 200 đạo là phe của Lăng Hàn, sẽ không công kích bọn họ, nhưng bốn người đô thiếu tuấn lại bốn phía là địch. Lăng Hàn ra tay giúp đỡ, thay bốn người hóa giải nhiều lần nguy cơ, cũng làm cho bốn người cực kỳ cảm kích hắn. Đặc biệt là Long Bộ Thiên, vốn tưởng rằng sức chiến đấu còn trên Lăng Hàn, bây giờ mới biết lúc trước Lăng Hàn cùng hắn đánh căn bản không có ra hết toàn lực, bằng không hắn có khả năng ở trong trăm chiêu liền bị Lăng Hàn đánh giết. Ba ngày đi qua, bộ tộc chiến cuối cùng có một kết thúc. Một hạt châu hào quang chói mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cực kỳ óng ánh. Long Châu, trong nháy mắt hạt châu này xuất hiện, hết thảy hình người màu đen đều biến mất, đại diện cho bộ tộc chiến lần này tuyên cáo kết thúc. Trên tay đám người lăng hàn, nữ hoàng, có một lạc ấn bắt đầu phát sáng, hòa lẫn với Long Châu. Bọn họ là người thắng lần này, bởi vậy chỉ có bọn họ mới có thể thu lấy Long Châu, nếu không, đám người đô thiếu tuấn là căn bản không thể đụng vào. Mặt khác, lại có một cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa thung lũng, như một con đường. Kỷ vô danh trước tiên đi tới, tiến vào trong cột sáng, xèo, người liền không còn. Đây là đường nối rời đi, thung lũng này xưa nay đều chỉ có tiến vào không có ra. Bốn người đô thiếu tuấn đều nhìn Lăng Hàn nói cảm ơn, sau đó mới tiến vào cột sáng, biến mất không còn tăm hơi. Kỷ vô danh không thu Long Châu, vậy không thể làm gì khác hơn là Lăng Hàn tự mình đến rồi. Hắn thu Long Châu, hơi cảm ứng một hồi, nhưng hoàn toàn không có phát hiện Long Châu này có địa phương kỳ lạ gì. Bình thường, như ngoan thạch, ngoại trừ biết phát sáng ra, hắn vốn còn muốn nghiên cứu nhiều một chút, nhưng cột sáng kia đang chậm chậm thu lại, hiển nhiên đường nối sắp muốn đóng, hắn không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đi tới, cùng ba nữ rời đi. Vù, hắn chỉ cảm thấy thân hình chấn động, đã xuất hiện ở phụ cận đỉnh núi. Nạp hư lão hòa thượng đang chờ ở nơi đó, cười tươi như hoa, đâu còn phong thái người xuất ra, cười đến miệng không đóng lại được. Hắn nhìn thấy trong thung lũng ký hiệu đại diện cho đồng thao bộ tộc sáng lên, mới phản ứng được là bộ tộc bọn họ thắng, vội vã chạy tới đỉnh núi. Thật không nghĩ tới a, à, chỉ 5 người lại có thể nghịch chuyển Càn Khôn. May mắn không làm nhục mệnh, Lăng Hàn quơ quơ Long Châu trong tay, nhưng không có dao ra. Da. Nạp Hư lão hòa thượng hiểu ý, vung chỉ bắn ra, có một chiếc không gian giới chỉ bắn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, dùng thần thức quét xuống, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chương 2272, bước cuối cùng. Tổng cộng 50 phần Thiên Long cốt phấn mỗi một phần có thể làm cho bách long quán thể đạt được chỗ tốt tăng gấp đôi, nhưng cực hạn cũng chỉ là 10, nhiều hơn nữa liền vô hiệu. Lăng Hàn ném long châu cho lão hòa thượng, nạp hư híp mắt nở nụ cười, mới vừa muốn nói chuyện, xèo, cả người hắn liền biến mất. Lăng Hàn cảm ứng được, đây là long châu cùng lão hòa thượng trong lúc đó phát sinh loại cộng hưởng nào đó. Đây là tác dụng của huyết mạch, đám người kỳ vô danh, đồ thiếu tuấn đều ở đây, tiến vào thần long sơn tổng cộng hơn 200 người, nhưng hiện tại chỉ còn dư lại 9 người. Lăng Hàn ném cho kỷ vô danh 10 phần thiên long cốt phấn, điều này làm cho bọn người đô thiếu tuấn nhìn mà thèm, nhưng một cái cũng không dám lên dị tâm. Đùa giỡn, hiện tại cái mạng của bọn họ là nhặt về A. Đi thôi, còn lại cửa ải cuối cùng, chính là Bách Long Quán Thể. Bọn họ tiếp tục lên núi, rất nhanh đi tới trên đỉnh ngọn núi, chỉ thấy nơi này có một cái bình đài to lớn, trong bình đài là một tấm đệm đá, cũng rất lớn, đủ để 4-5 người cùng nhau ngồi ở phía trên. Sau một ngày, ai có thể ngồi ở trên vương tọa, liền có thể đạt được 99% chỗ tốt của Bách Long quán thể, mà người ở trên bình đài thì chỉ có thể chia sẻ 1% chỗ tốt. Đô Thiếu Tuấn nói, kỷ vô danh không ngừng bước, trực tiếp đi vào khu vực bình đài, nhất thời, cả tòa bình đài đều sáng lên. Đếm ngược bắt đầu, lăng hàn, tái chiến một chút, hai mắt của kỷ vô danh sáng quắc, hiện tại trong cùng cấp có thể để cho hắn coi là đối thủ, lăng hàn miễn cưỡng có thể nói là một cái. Nhưng phải biết, hắn không có sử dụng phân hồn, vì lẽ đó, Lăng Hàn chỉ miễn cưỡng có thể ngang hàng hắn. Hắn cần một đối thủ chân chính, con đường trí tôn xưa nay không phải một mình đi ra, mà phải từ trong vạn ngàn thiên kiêu giết ra. Năm xưa, hắn có mấy người cạnh tranh kỳ phùng địch thủ, khích lệ lẫn nhau, cuối cùng là hắn giết ra, vấn đỉnh Tiên Vương tầng 9. Nếu như không có mấy người cạnh tranh này, hắn không hẳn có thể đạt đến độ cao tầng 9. Cho nên muốn leo võ đạo đỉnh cao, đối thủ tốt thậm chí vượt qua tiên dược, công pháp được, Lăng Hàn cũng chiến ý hừng hực, tiến vào bình đài, không nói hai lời, lập tức ra tay. Âm, um, âm, um, âm, um, hai đế giả mạnh nhất căn bản không có giao lưu gì, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất, quyền, trường, chân, kiếm, thậm chí một sợi tóc cũng có thể xem là đại sát khí đến dùng, cực kỳ đáng sợ. Mặc dù bốn người đô thiếu tuấn biết Lăng Hàn cùng kỳ vô danh mạnh mẽ, nhưng vẫn không có khoảng cách gần quan sát như vậy, toàn bộ tinh thần chú ý mà nhìn bọn họ chiến đấu, không khỏi đều hút vào khí lạnh hai người này cũng quá mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua cực hạn mà phân hồn cảnh nên có đô thiếu người nói sau khi bọn họ bước vào thiên hồn sức chiến đấu có thể ngang hàng tiên phủ hay không long bộ thiên tò mò hỏi đô thiếu tuấn suy nghĩ một chút lộ ra vẻ trần chờ không thể bên cạnh lập tức có người lắc đầu đây là người thứ ba may mắn còn sống sót trong bốn người gọi mã hiện hắn cực kỳ khẳng định tiên phủ cảnh là thân thể tu ra một mật cảnh sức chiến đấu kinh khủng đến mức không cách nào tưởng tượng Coi như Lăng Hàn cùng kỳ vô danh đều đạt đến thiên hồn, hơn nữa liên thủ, vậy cũng không phải đối thủ của bất luận một cường giả nhất bí nào. Người thứ tư may mắn còn sống sót tên Phạm Giật cũng gật đầu. Xác thực, tiên phủ cùng phân hồn tranh lệch quá to lớn, cường giả nhất bí phổ thông hơn nữa cũng có thể tùy ý chân áp một phân hồn đế giả. Đô Thiếu Tuấn chậm rãi nói, nhưng các người không nên quên, ngũ chảm liền có thể ngang hàng phân hồn. Đáng tiếc chính là, phân hồn chỉ có thiên địa âm dương bốn cảnh giới nhỏ, không có thứ năm, vì lẽ đó mặc ngươi thiên tài tuyệt diễm làm sao cũng bị giới hạn ở thiết luật võ đạo đây là quy tắc thiên địa mã hiện cực kỳ khẳng định nói có thể hai người này sẽ sáng tạo kỳ tích thì sao đô thiếu tuấn nói ha ha vậy có muốn đánh cuộc hay không phạm giật cười to nói đánh cuộc gì đô thiếu tuấn cũng không kinh sợ một phương thua cuộc phải đáp ứng làm một chuyện cho một phương thắng cuộc bất luận chuyện gì mã hiện nói đô thiếu tuấn cũng không gật đầu hoặc lắc đầu mà nhìn về phía phạm giật phạm huynh thì sao đánh cuộc phạm giật gật đầu không có ai đi quản long bộ thiên chỉ là hoàng giả ở trước mặt đế giả không hề có phân lượng hai người các ngươi thua chắc rồi hổ nữ trên lời nói lăng hàn của nữ lợi hại nhất nàng đầy mặt kiêu ngạo phạm giật cùng mã hiện đều lộ ra nụ cười thận trọng mặc dù bọn họ cực kỳ cảm kích lăng hàn nhưng thân là đế giả đương nhiên là có chủ kiến của mình tuyệt đối không thể vì vậy mà bỏ qua ý nguyện của mình nếu như vậy con đường võ đạo tiến thủ của bọn họ liền đứt đoạn mất phân hồn có thể ngang hàng tiên phủ mở cái chuyện cười gì bọn họ mới là người thắng giữa trường lăng hàn cùng kỷ vô danh chiến đến kịch liệt có điều mục tiêu của bọn họ đều không phải đánh giết đối phương mà là muốn uy hiếp đối phương xuống vương tọa bọn họ đều biết lấy thực lực trước mắt là không giết được đối phương bởi vậy độc chiếm vương tọa độc hưởng chỗ tốt của bách long quán thể mới là vương đạo chiến chiến hai đế giả mạnh nhất này đều dùng hết khả năng bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình muốn đánh đối phương xuống vương tọa Đám người đô thiếu tuấn, nữ hoàng cũng tiến vào bình đài, bọn họ không có tư cách tham dự chiến đấu như vậy, chỉ có thể ở một bên nhìn. Ngược lại cũng chỉ có một phần trăm chỗ tốt, bọn họ cũng lười đi đấu, chỉ lặng lặng chờ đợi. Thời gian lặng yên mà qua, một ngày trôi qua rất nhanh, mà lăng hàn cùng kỷ vô danh còn ác chiến ở trên vương tọa, ai cũng không có lui về phía sau một bước. Vù, một vệt hào quang từ trên vương tọa phóng lên trời, bao phủ lăng hàn cùng kỷ vô danh ở bên trong, mà cũng trong lúc đó bốn phía bình đài cũng có quang hoa mút trời mà lên, nhưng so với cột sáng trong vương tọa kia liền có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều. Bách Long quán thể bắt đầu rồi, bởi vì Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đều ở trong phạm vi vương tọa, ai cũng không thể đánh lui ai ra, liền lấy hai người bọn họ chia sẻ 99% lực lượng Bách Long quán thể, bảy người nữ hoàng chia sẻ lại 1% còn. Chương 2273, Bách Long quán thể. Chênh lệch thật rất lớn, bọn người Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh lấy ra Thiên Long cốt phấn, nhưng cái này cũng không phải dùng, mà là muốn đánh tan, từng đạo từng đạo cho bụi màu trắng giật động, ở dưới cột sáng bàn động, hóa thành từng con du long. Những du long này rất nhỏ, dài không tới một thước, nhưng thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng long ngâm, chấn điếc tay người. Cái này vốn là thẳng vào thức hải, du long quay chung quanh thân thể lăng hàn, muốn đi vào trong cơ thể hắn. Bởi vì biết đây là bách long quán thể, lăng hàn đương nhiên sẽ không chống cự, hắn thả lỏng thân thể, chủ động tiếp nhận những du long này. Vù! con du lòng thứ nhất tiến vào trong cơ thể hắn nhất thời liền có một luồng năng lượng mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt toàn phương vị tăng lên thể chất của hắn tu bổ thiếu sót của hắn ở trên con đường tu đạo cái này khá giống thiên đạo thạch tu bổ thiếu sót của tiên thiên hậu thiên đạt tới hoàn mỹ cùng lúc đó lực lượng thân thể của hắn cũng đang tăng lên khi võ giả bước vào hằng hà cảnh trên lý thuyết lực lượng có thể tăng lên vô hạn đạt đến sáng thế chạm trần thậm chí độ cao của tiên vương nhưng cảnh giới không đối ứng ai cũng không có năng lực điều khiển được lực lượng kinh khủng như vậy. Bởi vậy, Bách Long Quán thể lại thêm thiên long cốt phấn tăng cường gấp 10 lần, man lực của Lăng Hàn dừng lại ở sau phân hồn đỉnh cao, liền đột nhiên đi lên một đoạn, đạp phá cảnh giới này, tiến vào cấp bậc tiên phủ. Thể phách của Lăng Hàn đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể điều khiển được lực lượng thân thể mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu như lên trên nữa, phỏng chừng ngay cả hắn cũng không chịu được. Không có lực lượng không được, thật giống như cầm một cây chùy bông đi đánh người, mặc ngươi dùng sức đánh làm sao cũng không đến nơi đến trốn. Nhưng lại thêm quy tắc, thật giống như ở bên ngoài cây chùy bông bao một tầng thiết, vậy đánh lên người liền đau. Vì lẽ đó, lực lượng đạt đến tiên phủ, thăng nguyên thậm chí tiên vương cũng không có ý nghĩa gì, nhưng chỗ tốt đương nhiên cũng có, kia chính là thể lực càng mạnh, trong một lúc có thể nổ ra càng nhiều công kích, cái này đồng dạng có thể tăng lên sức chiến đấu. Hơn nữa chỉ cần nắm giữ quy tắc sánh ngang, lực lượng đương nhiên cũng có thể phát huy ra tác dụng mạnh mẽ lăng hàn ngồi khoanh chân cố gắng hấp thu chỗ tốt của bách long quán thể ồ hắn hơi kinh ngạc trong này lại còn có một tia lực lượng quy tắc thuộc tính thủy để huyền âm mẫu thủy cảm thấy rất thoải mái tẩm bổ đạo thiên địa bản nguyên này mỗi đi qua khoảng khắc số lượng du long sẽ giảm thiểu một con sau ba ngày hết thảy du long đều bị hấp thu mà cột sáng phóng lên trời cũng cấp tốc trở nên ảm đạm cuối cùng hoàn toàn biến mất bách long quán thể kết thúc phu chín người lăng hàn chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng sau đó cảnh vật trước mắt thay đổi bọn họ đã xuất hiện ở trong bách long thành phía trên có một cánh cửa ánh sáng đang chầm chậm khép kín ô thiên thanh nguyệt dư hoa thanh đâu cũng không có thấy hạ hậu thông trúc tuệ vân đế giả lại chỉ còn ba người đô thiếu tuấn mã hiện phạm giật bọn người đô thiếu tuấn tuyệt đối không thể là đối thủ của đám người thiên thanh nguyệt lẽ nào tứ đại siêu cấp đế giả đồng quy vô tận người đi vào lấy vạn tính nhưng có thể sống đi ra chỉ ba ngàn mà những thiên kiêu cao cấp nhất lại cùng nhau mất tích đây chỉ có một khả năng, chính là chết ở trong bách long bí cảnh. Làm sao có thể chứ? Muốn nói bên trong cực kỳ hung hiểm, ngay cả đế giả đỉnh cấp cũng phải chết đi, đây cũng không phải là không thể, nhưng tứ đại siêu cấp đế giả toàn bộ tử vong, một ít đế giả yếu lại còn sống sót, cái này làm người ta không thể tin tưởng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người bên ngoài đều hỏi, cực kỳ hiếu kỳ, có thể vào khu vực thần Long Sơn cũng chỉ có 9 người lăng hàn, những người khác làm sao biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên chỉ có phần dương mắt nhìn, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào nhưng bất kể như thế nào tứ đại đế giả chết ở trong bách long bí cảnh cái này sẽ gợi ra một hồi bão táp siêu cấp thế lực sau lưng của bọn họ không thể tiếp thu truyền nhân của mình không minh bạch như vậy mà biến mất làm sao cũng phải biết làm sao chết nếu như bị mãnh thú thổ dân trong bí cảnh đánh giết vậy thì không thể làm gì nhưng nếu chết vào tay người cạnh tranh vậy liền không có khả năng dễ dàng quên đi đại nhân không ra mặt cũng sẽ phái ra một ít người trẻ tuổi đi đòi lại mặt mũi này. Nhưng ngay cả Tuyệt đại Thiên Kiêu như Thiên Thanh Nguyệt, Trúc Tuệ Vân cũng bị đánh giết, trong cùng cấp còn có người có thể báo thù cho bọn họ sao? Nếu như muốn điều động cường giả càng cao hơn một cấp, vậy cũng quá mất mặt. Lăng huynh, Lăng huynh, chỉ thấy phó nhạc chạy tới, thực sự là kỳ quái a, à, ngay cả đế giả đỉnh cấp như Thiên Thanh Nguyệt, hạ hậu thông cũng chết ở trong bí cảnh, thật không biết là ai làm ra. Đúng rồi Lăng huynh, trước ngươi xúc động long kiều gì? hẳn là Long Kiều phổ thông đi, tuy ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng so với bọn người thiên thanh nguyệt vẫn thua kém một chút. Ta đoán, ngươi có thể xúc động được 7 hoặc 8 cây Long Kiều, ngươi nói ta đoán có đúng hay không? Lăng Hàn chỉ khẽ mỉm cười, ngươi đoán rất đúng, phó nhạc không có tiến vào thần Long Sơn, bởi vậy không thể biết nam nhân trước mặt này chính là một trong hai thủ phạm chủ đạo để đám người thiên thanh nguyệt, trúc tuệ vân biến mất. Nếu không, hắn nhất định sẽ chấn kinh đến tê cả ra đầu, hoa cúc co rút lại. Đi, đi về nghỉ một hồi. Bọn họ lần nữa tìm một khách sạn, Lữ Trình Bách Long bí cảnh đã có một khâu kết thúc, kế tiếp chính là đan đạo thịnh hội. Ở khách sạn, Phó Nhạc là người rảnh rỗi không chịu nổi, lập tức lại đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, sau ba ngày mới trở về. Nghe người ta nói, bọn người thiên thanh nguyệt là bị người tàn sát, hơn nữa còn là người lần này tiến vào bí cảnh. Phó Nhạc sinh động như thật nói, Lăng Huynh, người nói ai mạnh mẽ như vậy, ngay cả bốn đế giả này cũng có thể làm thịt. Hắn liếc nhìn Lăng Hàn, sau đó lắc lắc đầu, còn vỗ đầu của mình. Nếu như hiện tại Lăng huynh ngươi là thiên hồn, vậy ta còn sẽ đoán là Lăng huynh làm ra, ha 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 ha. Hắn tự cho là nói một chuyện cười rất vui, tự nhiên ở một bên cười to. Nhưng Lăng Hàn vỗ vỗ vai của Phó Nhạc nói, "Đúng là ta làm a, à. Lăng huynh, ngươi thực sự là rất khôi hài." Phó Nhạc cười càng thêm to hơn. Chương 2274, đối thủ đan đạo. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, "Ta không có lừa ngươi." Ha 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 ha, phó nhà ôm bụng cười. Lăng huynh, người không nên đùa nữa, ta sắp không chịu được rồi. Lăng hàn không nói gì, tại sao thời điểm hắn nói thật sẽ bị người xem là đang nói đùa chứ? Hai người còn muốn nói tiếp, lại bị hổ nữ kéo đi từ lâu ăn cơm. Này này, Trương huynh, người có nghe nói không, đám người thiên thanh nguyệt, trúc tuệ vân đều bị người làm thịt. Đương nhiên, mấy ngày nay đều truyền tin tức này. Kha kha, người biết là ai làm ra không? A, à, người biết, đương nhiên, Vậy nói nhanh lên, khi bọn người lang hàn trải qua một bàn, có hai khách nhân đang vô cùng phấn khởi nói chuyện, mà lỗ tai của phó nhạc cũng lập tức thẳng lên. Kha kha, tổng cộng có hai người, một người tên kỷ vô danh, một người khác tên lang hàn. Phốc, phó nhạc nhất thời phun ra ngoài. Phó huynh, lang hàn nhìn phó nhạc ngây người như phỗng, thân thể của phó nhạc cứng ngắc, mặc cho lang hàn phất tay ở trước mặt hắn cũng không phản ứng chút nào. Một lát sau, phó nhạc mới nhảy lên, thật giống như mèo bị dẫm đuôi hắn nhảy cao ba thước, sau đó đột nhiên nắm lên người nói chuyện lúc trước kia. Người xác định hắn gọi lăng hàn, người kia sợ hết hồn, tu vi của hắn chỉ là tam trảm, tự nhiên không thể chống lại lực lượng của phó nhạc, vội vã run giọng nói. Vị đại thiếu này, ngươi là nói hai mãnh nhân đánh giết đám người thiên thanh nguyệt sao. Phí lời, người kia bị văng một mặt nước miếng, nhưng ngay cả lau cũng không dám. Đúng, đúng, người kia gọi lăng hàn, truyền thuyết hắn thân cao bảy trượng, cánh tay dài quá gối, thân thể như đá, cực kỳ hung tàn. Lăng Hàn nhất thời kinh ngạc, nói mình thân cao bảy trượng cũng coi như thôi, nhưng thân thể như đá là cái quỷ gì? Ha 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 ha, hổ nữ cười đến ôm bụng, Lăng Hàn, người có cao bảy trượng sao, cánh tay cũng không phải quá dài a. À. Ngay cả nữ hoàng cũng có chút không nhịn được cười, cái nghe sai đồn bậy này cũng quá bất hợp lý. Lăng Huynh, thật là ngươi làm ra, phó nhạc buôn người kia ra, nhìn về phía Lăng Hàn hỏi. Đã nói cho ngươi, nhưng chính ngươi không tin, Lang Hàn cười nói, trời của ta a, à, phó nhạc ôm đầu, ngươi chỉ là dương hồn mà thôi, vậy thì như thế nào? cái gì vậy thì như thế nào? chờ ngươi đạt đến thiên hồn, không phải ngay cả tiên phủ cũng có thể giết sao? Phó nhạc hô to gọi nhỏ, hắn vốn tưởng rằng mãnh nhân làm thịt bốn người thiên thanh nguyệt tất nhiên là cấp bậc thiên hồn, chỉ là so với bốn người này càng thêm yêu nghiệt, tuyệt đối không ngờ lực tưởng tượng của hắn hoàn toàn không đủ dùng, yêu nghiệt như vậy lại chỉ là dương hồn cảnh ha ha, cái này làm sao biết, lang Hàn lắc đầu một cái, phân hồn cùng tiên phủ tranh lệch quá to lớn, lớn đến vượt xa chạm trần cùng phân hồn. Nhìn chạm trần đế giả còn có thể ngang hàng dương hồn, nhưng bất luận thiên hồn gì cũng không thể là đối thủ của cường giả nhất bí. Có điều, nếu hắn có thể nắm giữ chín đạo phân hồn, ở cảnh giới nhỏ thiên hồn lại tăng lên 5 lần, có thể bù đắp tranh lệch với tiên phủ sao? Vậy thì chỉ có đến thời điểm đó nhìn, năm người nói, cùng một chỗ lên lầu 2, lưu lại hai người kia há to miệng, như ngu si. Vừa nãy người trẻ tuổi kia, chính là mẽ nhân lăng hàn giết đám người thiên thanh nguyệt. Trời, phong khách trên lầu 2, phó nhạc không thể chờ đợi được nữa mà hỏi chiến đấu của lăng hàn cùng bọn người thiên thanh nguyệt. Lăng hàn không thể làm gì khác hơn là áp xúc một hồi nói cho bảo bảo hiếu kỳ này, hắn từ trước đến giờ không thích khoe mình, bởi vậy nói rất hời hợt. Dù như vậy, phó nhạc vẫn nghe đến liên tiếp hút vào hơi lạnh, chỗ kích động thậm chí nhảy lên, khua tay múa chân. Lang huynh, ngươi thực sự là châu. Hắn giơ ngón tay cái lên, khâm phục không hề bảo lưu. Đúng rồi, kế tiếp liền bắt đầu đan đạo thịnh hội. Có người nói lần này không chỉ đến rất nhiều đại đan sư thành danh nhiều năm, còn có rất nhiều người trẻ tuổi thanh danh vang dội. Lang huynh, người muốn chen vào ba vị trí đầu, độ khó cực kỳ cao. Đến, ta nói cho ngươi. Phó nhạc phận lấy ngón tay bắt đầu nói. Trước tiên nói thế hệ trước, lần này có Nhật Dương đan sư, hắn ở mấy chục triệu năm trước đã là cấp bậc tam tinh, có người nói ở trên luyện linh cũng đạt đến tứ luyện, có hy vọng trở thành cấp bậc đại sư. trong đồng lứa trẻ tuổi, thiên tài thực sự là quá nhiều. lạc vân thành Mô tử hư, thiên tài tuyệt luân, không đủ ngàn vạn tuổi liền thành đan sư tam tinh. trước đây không lâu càng đạt đến tứ luyện, tuy thời gian trôi qua không bao lâu, nhưng thiên tài như vậy lại thêm phòng tu luyện thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành ngũ luyện. bách hoa thành tại nhạc trương, tuy không kinh diễm như Mô tử hư, nhưng tiến bộ của hắn cực kỳ vững chắc. Bước vào nhất tinh đan sư bỏ ra dòng dã 10 ức năm, lúc đó không có một người coi hắn là chuyện to tát, nhưng 10 ức năm sau, hắn trở thành đan sư nhị tinh, lại 10 ức năm sau, hắn liền bước vào đan sư tam tinh. Lần này, vừa vặn là hắn trở thành đan sư tam tinh sau 10 ức năm, mọi người đều đang suy đoán, hắn có khả năng thành đan sư tứ tinh. Truy nhật thành phan Lạc Linh, là nữ tử đẹp như thiên tiên, có người nói được ký ức của một vị thượng cổ đại đan sư. Trình độ đan đạo tiến triển cực nhanh, lần này tất nhiên cũng sẽ trở thành kình địch của Lăng huynh ngươi. Không đúng, nàng đã quyết định một tiêu chuẩn nội bộ. Lăng Hàn hơi có chút kỳ quái nói, tỷ thí còn chưa bắt đầu, dựa vào cái gì nói như vậy? Kha kha, vậy là ngươi không biết, lúc này trong mấy đan sư mà cổ đan tháp điều động, có một cái là hậu duệ của nguyên trưởng lão, gọi Nguyên Đồng Quang, mấy ngày trước ta nhìn thấy hắn hầu ở bên người Phan Lạc Linh, hăng hái lấy lòng. Ngươi nói, có hậu duệ của một vị trưởng lão giúp đỡ? phan lạc linh thu được một tiêu chuẩn không phải chuyện dễ dàng sao phó nhạc nói lăng hàn không khỏi nở nụ cười ngươi người này a à, quá tối tăm ngươi không tin vậy chờ xem đi phó nhạc lắc đầu một cái có điều lăng huynh người giết bọn người thiên thanh nguyệt là chọc vào một lỗ thủng rất lớn thế lực phía sau bọn họ là không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi lăng hàn nhoẻn miệng cười sự tình huyên náo càng lớn càng tốt sự tình càng lớn lữ hải dung mới có khả năng nghe nói tin tức của bọn họ sau đó chạy tới tiếp bọn họ đi. Nếu không thì, lần đi côn bằng cung còn không biết sẽ xảy ra tình huống gì. chương 2275, Hắc Mã, Phó Nhạc không khỏi không nói gì, chỉ cảm thấy Lăng Hàn cũng quá gan to bằng trời, sông họa lớn như vậy, lại còn tùy tiện. Không giống Bách Long bí cảnh, đan đạo tỉ thí là có thể quan sát toàn bộ hành trình, bởi vậy cũng thành tiêu điểm đánh cược trong thành, để rất nhiều người dồn dập đặt cược, mua người có khả năng nhất trở thành ba vị trí đầu. Quả nhiên, Nhìn tỷ số bồi một chút liền biết, tỷ số bồi của Nhật Dương Đan sư, Ngô Tử Hư, Tạ Nhạc Trương, Phan Lạc Linh rất thấp, so với có người một bồi hơn 40, tranh lệch lớn đến kinh người. Lăng Hàn tự nhiên cũng thuộc về đối tượng không được coi trọng, tỷ suất đánh cược của hắn đạt đến một bồi 10, không có cao đến quá đáng, là bởi vì ở lúc ghi tên, cần trước tiên bổ sung thực lực đan đạo của mình, bởi vậy đan sư Tam Tinh thêm thứ luyện, làm sao cũng không thể để tỷ số bồi của hắn quá cao. Mặt khác, còn có mấy người mới rất được coi trọng tỷ số bồi tương đối thấp, tuy không bằng đám người ngô tử hư, nhưng vẫn đạt đến một bồi ba, một bồi bốn, cho thấy bọn họ vẫn được xem trọng. Đương nhiên, mỗi lần đan đạo tỷ thí đều sẽ có hắc mã xuất hiện, như lần trước xuất hiện thiên tài đan đạo phong thiên vân, trước căn bản không được người xem trọng, kết quả lại một đường hát vang tiến mạnh, dũng đoạt thứ nhất. Lần này thu được khen thưởng thứ nhất là cái gì? Lăng Hàn hỏi, phong nhạc há mồm, không nói ra được một câu, tỷ thí còn chưa bắt đầu. Hơn nữa vừa rồi hắn còn nói, Lần này có nhiều thiên tài, người nào cũng có thực lực đoạt quán quân, người lại không có để ở trong lòng. Hắn lắc đầu một cái nói, khen thưởng người thứ nhất, có người nói là một bản đồ, đi về một bí cảnh cổ xưa, bên trong khả năng có một cây đại dược trăm tỷ năm. Dược linh trăm tỷ năm, cái này cực kỳ kinh người, thông thường mà nói, tiên dược đạt đến 10 tỷ năm đã có thể xem như thành thục, có thể làm thuốc, trăm tỷ năm không phải là 10 cây tiên dược tương đồng đơn giản như vậy, giá trị sẽ lấy gấp trăm lần thậm chí ngàn lần tăng lên. Lăng Hàn tim đập thình thịch, sự kiện đám người Thiên Thanh Nguyệt bị giết vẫn còn tiếp tục lên men, nhưng bởi vì thiên vực thực quá lớn, trong thời gian ngắn những thế lực này còn sẽ không phản ứng gì, có thể sau tỉ thí đan đạo sẽ rõ ràng. Đan đạo tỉ thí là ngay sau Bách Long bí cảnh, bởi vậy, ngày tỉ thí liền sắp xếp ở 10 ngày sau. Lăng Hàn bắt đầu bế quan nho nhỏ, cảm mộ dưới luân hồi thụ, chỉ 10 ngày cũng có thể biến thành thời gian dài lâu. Ở trên đan đạo, hiện tại Lăng Hàn gặp phải một bình cảnh, cánh cửa đan sư tứ tinh chậm chạp không cách nào đẩy ra, mà ở trên luyện linh, hắn cũng tạm thời bị vây ở tứ luyện, cách ngũ luyện chênh lệch một điểm như vậy. Tuy 10 ngày cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng lâm trận mài gươm, không nhanh cũng phát. Rất nhanh, 10 ngày đi qua, đến ngày đan đạo tỉ thí. Đan sư đến đây tham dự tỉ thí lấy trăm vạn tính, đừng nói rất nhiều người không tự lượng sức, ngay cả đan sư tam tinh cũng không phải số ít, mỗi người đều là kỳ vọng có thể tiến vào cổ đan tháp, từ đó đẩy ra cửa lớn đan sư tứ tinh nhưng cũng có số ít người ngoại lệ, bọn họ căn bản không lo lắng không cách nào trở thành tứ tinh đại sư, mà là muốn lợi dụng cơ hội như vậy mau chóng đẩy ra cửa lớn này. Như Lăng Hàn, lại như đám người ngô tử hư, đương nhiên, bắt được tưởng thưởng cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì nhân số quá nhiều, tự nhiên không thể để nhiều người như vậy cùng một chỗ luyện đan. Bước thứ nhất, biện giải dược lý. Cửa ải này có thể đào thải đi gần 9 phần 10 người, cũng không phải nói biện giải dược lý khó làm sao làm sao, mà chỉ lấy một phần người có thành tích tốt nhất. Làm sao sát hạch đây? Đơn giản, trong Bách Long Thành có một khối dược đạo thạch, đây là đan đạo đại năng tạo nên, sau khi đan sư truyền thần thức vào, sẽ tiến vào một thế giới giả lập, sau đó sẽ có từng cây dược thảo xuất hiện, để đan sư tiến hành nhận biết. Sát hạch chia làm rất nhiều cửa ải, xông qua cửa ải càng nhiều, thành tích dĩ nhiên sẽ càng tốt. Dược đạo thạch cực kỳ lớn, cao chừng trăm trượng, đường kính thì lại ở khoảng 50 trượng, khi người kết thúc sát hạch, trên tảng đá sẽ hiện ra thành tích của hắn, mà thành tích có thể chen vào 10 vị trí đầu trong lịch sử, thì sẽ vĩnh lưu ở trên trụ đá. Chỉ có 10 người, thử nghĩ, một đời lại một đời, có bao nhiêu người tham dự sát hạch như vậy, người càng ở phía sau, muốn lưu danh lên dược đạo thạch liền càng khó khăn, bởi vì đây là muốn so chiêu với đàn đạo thiên kiêu của các đời. Này, đám người ngô tử hư, tạ nhạc trương đã sát hạch chưa? Có người hỏi, không có, bên cạnh có người lắc đầu, mau nhìn, có người xông qua cửa ải thứ bảy, lại có người kinh ngạc thốt lên, chỉ vào dược đạo thạch. Lăng Hàn cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên dược đạo thạch có bảy vầng sánh sáng lên, nhưng rất nhanh liền tắt. Đây là thành tích tốt nhất hiện tại a. Hừm, hẳn là vậy, nhưng lại không biết đó là thiên tài nào. Tất cả mọi người nhìn chung quanh, chỉ là bốn phía dược đạo thạch có ít nhất hơn 100 người duỗi tay, mỗi người lặng như đá, làm sao có khả năng biết cửa ải thứ bảy này là ai xông qua. Lại một lát sau, chỉ thấy một người đứng thẳng lên, cười to, có vẻ vô cùng đắc ý. Cam huynh, thành tích ra sao? Bên cạnh có người hỏi, ha ha, vô cùng tốt, người này cười nói, lẽ nào Cam huynh chính là người xông qua cửa ải thứ bảy? Người thứ nhất hỏi, cái gì? Nụ cười trên mặt Cam huynh lập tức động lại, hắn chỉ xông qua bốn cửa ải mà thôi, nhưng cái này đã là hành tích tốt nhất của hắn, vì lẽ đó để hắn cất tiếng cười to, cực kỳ đắc ý. Nhưng xông qua bảy cửa ải, đùa giỡn, dù hắn ở trên biện giải dược lý nghiên cứu mấy trăm triệu năm cũng không thể đột phá cửa ải thứ bảy, cái này không chỉ là quyết định bởi nỗ lực, còn phải xem thiên phú. Phốc ha 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 ha, nhất thời, người phụ cận đều cười to, hóa ra tên này là náo cái ô long. Sắc mặt cam huynh lúng túng, hận không thể ở trên đất có cái động để hắn chui vào. Có một người đi tới, là người của cổ đan tháp, tuy chỉ là một tên học đồ nho nhỏ mà thôi, nhưng bởi vì thanh danh của cổ đan tháp, cũng không ai dám đánh mất cung kính với hắn, đều dồn dập nhường đường. Người này đi tới bên cạnh Cam huynh nói, thành tích của ngươi là bốn cửa ải, họ tên là Cam Bình, không sai chứ? Chương 2276, lại tới một con hắc mã. "Thượng, vâng, Cam huynh huệ oải nói." "Được, tên học đồ kia viết vài chữ lên quyển sách, liền xoay người rời đi." Lúc này, lại có người kết thúc thử thách, tên học đồ kia liền tới tới lui lui, ghi thành tích của mỗi người. Cái này không giả mạo được dược đạo thạch sẽ lạc ấn thần thức đặc thù của mỗi người, đến thời điểm chỉ cần đối chiếu một hồi là được. Mà một khi cha ra có hành vi gian lận, sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc của cổ đan tháp. Bởi vậy, rất ít có người dám làm như thế. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng ồ lên, sau đó có một tin tức cấp tốc truyền tới, vừa nãy có người ở đăng ký thành tích, thình lình biểu hiện qua bảy cửa ải. Lâm Vĩnh Sương, người kia gọi Lâm Vĩnh Sương, thành tích như vậy hẳn là người thứ nhất hiện tại, coi như phóng tới mấy lần tỷ thí trước, này cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Người kia là ai, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Hẳn là hắc mã lần này, mọi người nghị luận sôi nổi, đều vì thiên tài đan đạo mới nhô ra này mà giật mình. Không lâu lắm, chỉ thấy một thanh niên bước ra ngoài, mà người xung quanh đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn, thật giống như là đại nhân vật ghê gớm gì. Đây chính là Lâm Vĩnh Sương, có người hô khẽ, khuôn mặt của Lâm Vĩnh Sương lạnh lùng, một đường đi qua, không có vẻ tươi cười, có vẻ cực kỳ cao ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực mà qua căn bản không có nhìn bất luận người nào có người biết lai lịch của hắn sao mọi người dồn dập lắc đầu đầy mặt mờ mịt có điều tên này cũng quá kiêu ngạo để người ta nhìn khó chịu cực kỳ khó chịu xem tạ nhạc trương đến rồi có người đột nhiên kêu lên chỉ về phía lối vào lang hàn cũng nhìn sang là một nam nhân vóc người trung đẳng tướng mạo cực kỳ nho nhã tóc đen đầy đầu tuy vóc người không cao lớn lắm nhưng tự nhiên có một loại đại khí khiến người ta kính nể đây chính là tạ nhạc trương đan sư tam tinh trình độ tứ luyện cách đan sư tứ tinh chỉ tranh lệch một bước mà thôi tạ nhạc trương không có cái giá gì một đường đi tới chào hỏi người gật đầu với mình sau đó cùng lâm vĩnh sương đi thoáng qua một người ngạo nhiên một cái khiêm tốn hình thành so sánh mãnh liệt dưới chân lâm vĩnh sương hơi dừng lại một chút lấy dư quang khóe mắt quét tạ nhạc trương một hồi cũng không nói lời nào nhưng xem thường trong ánh mắt lại quá rõ ràng tạ nhạc trương không để ý chút nào tựa hồ căn bản không nhìn thấy người này, mà mang theo nụ cười đi tới bên cạnh dược đạo thạch, tìm một vị trí không người, đưa tay tới. Tạ nhạc trương có thể xông qua bảy cửa ải sao? Tuyệt đối có thể, hắn là người có hy vọng bước vào đan sư tứ tinh, làm sao có khả năng thua lâm vĩnh xương? Vậy cũng chưa chắc, con hắc mã lâm vĩnh xương này quả thực đen đến tỏa sáng. Ở trong tiếng bàn luận của mọi người, trên dược đạo thạch có một vầng sáng tỏa sáng, nhưng vẻn vẹn chỉ một lúc, hai tia sáng đồng thời phát sáng đây là của tạ nhạc trương A, không hổ là thiên tài đan đạo, chỉ dùng nửa canh giờ liền xông qua hai cửa ải. Sau hai canh giờ, ba vầng sáng đồng thời sáng lên. Tạ nhạc trương một đường thế như trẻ tre, vẻn vẹn chỉ một ngày, hắn liền xông năm cửa ải. Nhưng kế tiếp hắn phải dùng nửa ngày mới xông qua cửa ải thứ sáu, sau đó chậm chạp không nhìn thấy vầng sáng thứ bảy sáng lên, cho thấy muốn xông qua cửa ải thứ bảy không dễ, cũng cho thấy Lâm Vĩnh Sương ở trên đan đạo bất phàm. Sắp tới ba ngày đi qua, vù, dược đạo thạch đột nhiên phát sáng, hơn nữa một lần chính là bảy vầng sáng đồng thời sáng lên. Có người xông qua cửa ải thứ bảy, nhất định là tạ nhạc trương. Quả nhiên, không lâu sau đó tạ nhạc trương liền đứng lên, mà thời điểm học đồ của cổ đan tháp lại đây ghi thành tích, cũng thanh thanh sở sở cho thấy hắn xác thực qua bảy cửa ải. Kinh người, cái này tương đương lâm vĩnh xương, thành tích tốt nhất hiện nay. Người qua sát hạch đều lập tức rời đi, bởi vậy, người thích xem náo nhiệt liền không thể quá sớm mà tiến hành sát hạch mà chờ ở bên trong, sẽ không có người thúc người đi sát hạch a. À. Lăng Hàn đang định tiến lên, chỉ nghe phía sau lại truyền tới náo động. Ngô Tử Hư, Nhật Dương Đan Sư, lại là hai nhân vật trọng lượng bước đến, có điều một già một trẻ, so sánh tương đối rõ ràng. Lăng Hàn không có để ý, nhanh chân đi về phía dược đạo thạch, khoanh chân ngồi xuống, đưa tay phải ra. Cùng lúc đó, Ngô Tử Hư cùng Nhật Dương Đan Sư cũng đồng thời bắt đầu sát hạch. Thức hải của Lăng Hàn chấn động, đã xuất hiện ở trong một hư không hắc ám, bốn phía một mảnh trống không. Một cây dược thảo đột nhiên xuất hiện, nằm ở trước mắt của Lăng Hàn. Đây là cửa thứ nhất, nhận biết dược thảo. Lăng Hàn thuận miệng nói, thanh vũ thảo, soạt, cây dược thảo này lập tức trở nên ảm đạm, thay vào đó là một cây dược thảo khác. Trước dương mộc, hổ vĩ độc đằng, hỏa vân vũ liên, Lăng Hàn một hơi báo ra hơn 30 loại dược thảo, sau đó cũng không có dược thảo mới xuất hiện, mà rơi vào trong yên lặng ngắn ngủi. Hắn biết, mình xông qua cửa thứ nhất, bên ngoài, trên dược đạo thạch có một vòng ánh sáng lấp lóe. Có điều, xông qua cửa thứ nhất thực quá đơn giản, cho dù có ngô tử hư cùng Nhật Dương Đan Sư gia nhập cũng không có gây nên mọi người kỳ quái. Cửa ải thứ hai bắt đầu, phía trước lăng hàn xuất hiện ba cây dược thảo, mỗi một cây đều gần giống nhau. Ở trong đó tuyển ra tử lân hoa, một thanh âm lạnh như băng vang lên ở bên tai lăng hàn. Lăng hàn chỉ tay một cái, ba cây dược thảo đồng thời biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện bốn cây dược thảo, tương tự cực kỳ giống nhau. Ở trong đó tìm ra tam thanh liên, sau đó là 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, cùng lúc xuất hiện dược thảo càng ngày càng nhiều, mà muốn lấy ra dược thảo chính xác cũng càng ngày càng khó, có điều đây đối với Lăng Hàn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Sau ba mươi mấy lần, không có dược thảo mới xuất hiện, nói rõ Lăng Hàn lại xông qua một cửa. Trên dược đạo thạch, hai tia sáng đồng thời sáng lên. Thật nhanh, đây là ngô tử hư hay nhật dương đan sư ngô tử hư đi ta cảm thấy là nhật dương đan sư lúc này mọi người thoáng có chút hứng thú suy đoán vẻn vẹn một lúc sau lại có hai tia sáng đồng thời sáng lên một cái là ngô tử hư một cái là nhật dương đan sư không hổ là người được xem trọng thực lực thực tiếp cận chương 2277 lại tới một con hắc mã hạ nhưng lúc mọi người ở đây cảm khái dược đạo thạch lấp lóe đó là hai tia sáng đồng thời sáng lên Ồ, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào lại xuất hiện hắc mã? Không thể, hẳn là bắt đầu thử thách trước, tốc độ qua cửa ải quá chậm, vừa vặn vào lúc này hoàn thành. Hừm, hẳn là như vậy. Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy cái suy đoán này mới phù hợp nhất. Trong thế giới tinh thần, lần này trước mặt lăng hàn lại xuất hiện ba cây dược thảo, mới nhìn, giống nhau như đúc. Cây xích tiêu thảo nào đạt đến 40 triệu năm dược linh? Cái thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên, lăng hàn khẽ mỉm cười, chỉ tay một cái, soạt, ba cây dược thảo biến mất, sau đó lại biến ra bốn cây dược thảo giống nhau. Cây ngũ linh liên hoa nào đạt đến 300 triệu năm dược linh. Lăng Hàn cực kỳ tùy ý, hắn nắm giữ kiến thức căn bản đã đạt đến tình trạng tinh tế tỉ mỉ. Sau ba mươi mấy lần phân biệt, Lăng Hàn lần thứ hai qua ải. Phù, bên ngoài trên dược đạo thạch, có ba vầng sáng đồng thời sáng lên. Lại tới nữa rồi, đến cùng là ngô tử hư hay nhật dương đan sư A. Thật khiến lòng người ta ngứa ngáy soạt, ngay sau đó là ba vầng sáng đồng thời sáng lên, mà chỉ một hai hô hấp sau, vẫn là ba vầng sáng đồng thời sáng lên. Chuyện này, mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngừa vực. Muốn nói vừa nãy chỉ là đúng dịp, như vậy lần này thì sao? Vẫn là đúng dịp sao? Từ đâu tới nhiều đúng dịp như vậy? Lẽ nào, thật lại xuất hiện hắc mã? Ta cảm thấy không thể, năm cửa ải trước đối với người có chút thực lực mà nói đều khá đơn giản, cửa ải thứ sáu bắt đầu mới là khảo nghiệm chân chính nói rất có lý khi ba lần hầu như liên tục có bốn vầng sáng đồng thời sáng lên thì tuy vẫn để mọi người cảm thấy kỳ quái nhưng không có quá mức kinh ngạc lúc ngày đó sắp kết thúc năm vòng đồng thời sáng lên cũng liên tục ba lần ta liền không tin kế tiếp người này còn có thể so với ngô tử hư cùng nhật dương đan sư hưng phải tuy không có được chứng thực nhưng mọi người đều tin tưởng trong ba người này có hai cái tất nhiên là ngô tử hư cùng nhật dương đan sư chỉ không biết người thứ ba là ai cửa ải thứ sáu cái này hơi khó hơn một chút, xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, chính là một cây dược thảo bị cắt nát, mà nhiệm vụ của hắn là muốn ở trong thời hạn quy định ghép lại. Hai tay hắn bay múa, từng mảnh vỡ bay lượn, cực kỳ nhịp điệu. Đây là thế giới tinh thần, trên thực tế tất cả ràng buộc đều không tồn tại, bởi vậy tốc độ liền hoàn toàn quyết định bởi tính nhạy cảm của thần hồn. Tốc độ của Lăng Hàn càng lúc càng nhanh, một cây dược thảo cũng từ không đến có hiện ra hình thức ban đầu, sau đó chậm rãi hoàn chỉnh ở thời hạn quy định mới qua một nửa lăng hàn đã thuận lợi thu công sau đó là một đống mảnh vỡ dược thảo xuất hiện lăng hàn nhìn kỹ phát hiện tuy những mảnh vỡ này nhìn như từ trên một cây dược thảo đồng nhất lấy xuống nhưng trên thực tế là thuộc về hai cây chỉ là dược thảo giống nhau mà thôi khác biệt nhỏ bé ở chỗ niên đại vậy thì có chút vướng tay chân tốc độ của lăng hàn thả chậm một chút trước tiên chia mảnh vỡ thành hai phần thuộc về một cây dược thảo đồng nhất kế tiếp mới hoàn thiện khi hai cây dược thảo hoàn chỉnh xuất hiện, Lăng Hàn còn có một phần ba thời gian. Đơn giản, sau đó, vẫn là một đống dược thảo xuất hiện, nhưng lần này thuộc về ba cây dược thảo, đều là thanh vụ thảo, Lăng Hàn có thể khẳng định. Đến đây đi, trước tiên chia làm ba phần, lại hoàn thiện, sau đó là mảnh vỡ bốn cây dược thảo, lại năm cây, sáu cây, cho đến ba mươi mấy cây, độ khó càng ngày càng cao, để Lăng Hàn tiêu hao thời gian cũng càng ngày càng nhiều, nhưng từ thời gian mà nói, hắn mỗi lần đều có thể lưu ra một đống lớn thời gian. Ồ, Lăng Hàn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn tiếp tục, nhưng lại không nhìn thấy có mảnh vỡ mới xuất hiện, hắn mới tỉnh ngộ, hóa ra hắn đã xông qua cửa ải thứ sáu. Bên ngoài, sáu vầng sáng đồng thời sáng lên, cửa ải thứ sáu, là ai, con hắc mã kia còn theo được sao, nhưng mọi người đợi một lúc, lại chậm chạp không có nhìn thấy sáu vầng sáng lần thứ hai cùng phát. Ồ, làm sao chỉ có một người xông qua cửa ải thứ sáu đúng đấy ngô tử hư hẳn không kém nhật dương đan sư bao nhiêu sao sẽ chậm nhiều như vậy phi ngô tử hư còn lợi hại hơn nhật dương đan sư a trước tiên thông qua cửa ải thứ sáu nhất định là ngô tử hư ha ha ngươi không biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay sao vậy ngươi không biết sóng sau đè sóng trước sao rất nhiều người cãi cỏ, có mấy người cho rằng thông qua cửa ải thứ sáu trước tiên chính là ngô tử hư có chút thì cho rằng là nhật dương đan sư rõ ràng không mắc mớ gì đến bọn họ nhưng mỗi một người đều tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Nhưng bọn họ vạn vạn sẽ không nghĩ tới, trước tiên xông qua cửa ải thứ sáu không phải Ngô Tử Hư, cũng không phải Nhật Dương Đan Sư, mà là một người bọn họ nghe đại danh đã lâu, nhưng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ. Ai có thể tin tưởng một yêu nghiệt võ đạo lại còn có thể ở trên đan đạo có thành tựu như thế? Chờ đã, các người có phát hiện hay không, tốc độ người này xông qua cửa ải thứ sáu. So với những người khác còn nhanh hơn, có người đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ, hầu như là nghẹn ngào gào lên. Những người khác sững sờ, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi đều biến sắc. Kháo, là thật, cảnh giới càng cao, đối với thời gian trôi qua liền càng mẫn cảm, cho dù lúc đó không có phát hiện, nhưng chỉ cần thoáng nghĩ một hồi, tất cả chi tiết đều có thể tái hiện. Trước Lâm Vĩnh Sương là hắc mã, cũng không có người quan tâm, bởi vậy xông qua sáu cửa ải dùng bao nhiêu thời gian liền không người nào có thể tính toán ra, nhưng sau đó tại nhạc trương liền không giống, mọi người vẫn chăm chú nhìn hắn, thông qua sáu cửa ải tiêu tốn thời gian là một ngày ba canh giờ. Nhưng mà, hiện tại người này chỉ dùng 10 canh giờ. Tranh lệch lớn đến quả thực kinh người, nhất định là ngô tử hư, hắn là thiên tài đan đạo vô thượng mới sẽ có biểu hiện như vậy. Sai rồi, Nhật Dương đan sư không biết ở trên đan đạo đắm chìm bao nhiêu năm, luận kiến thức căn bản, hẳn không người nào có thể bằng, vì lẽ đó nhất định là lão nhân ra người. Cút, là ngô tử hư, là Nhật Dương đan sư. Người của hai bên lại tranh giành, không chịu nhường ai. Chương 2278, cửa ải thứ 8. Trong thế giới tinh thần, Lăng Hàn hơi nghỉ ngơi một chút, nghênh đón cửa ải thứ 7. Lần này, vẫn là một đống lớn mảnh vỡ thảo dược, mới nhìn đó là loại hình đồng nhất, nhưng cẩn thận tra xét, sẽ có thể phát hiện những mảnh vỡ này thuộc về ba loại thảo dược không giống. Lăng Hàn trước tiên phân loại, sau đó ghép lại, gần giống cửa ải thứ 6, lại phục hồi như cũ, rất nhanh ba cây thảo dược hoàn chỉnh mà xuất hiện. Xoạt, ba cây thảo dược này ảm đạm, sau đó là một đống mảnh vỡ thảo dược xuất hiện. Bốn loại mảnh vỡ thảo dược, Lăng Hàn xử lý từng cái, đến lần thứ 10, không chỉ xuất hiện thảo dược không giống, hơn nữa còn có thảo dược tương đồng, chỉ là niên đại có chút khác biệt, thậm chí, tranh lệch cực kỳ nhỏ. Cái này gia tăng độ khó cho Lăng Hàn, để thời gian hắn hoàn thành trở nên càng ngày càng dài. Nhưng hắn tiêu tốn thời gian dài ra, kỳ thực thời gian hạn định cũng dài ra, bởi vậy, hắn vẫn chỉ dùng 2 phần 3 hoặc 3 phần 4 thời gian hạn định, có vẻ thành thạo điêu luyện. Sau một ngày, Lăng Hàn rốt cuộc sông qua cửa ải thứ 7, ở bên ngoài gây nên náo động mãnh liệt. Có người sông qua cửa ải thứ 7, trời ạ, à, khoảng cách hắn sông qua cửa ải thứ 6 vẻn vẹn chỉ qua một ngày. Thiên tài lúc trước thông qua, người nào không dùng một ngày rưỡi trở lên. So với người khác dẫn trước dòng dã nửa ngày, quả thực là quái vật, nhất định là ngô tử hư, thiên tài đan đạo này là kỷ nguyên khó gặp. Không, là nhật dương đan sư, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới có thể nhất phi trùng thiên. Tiêu điểm vẫn ở trên người nhật dương đan sư cùng ngô tử hư, đây là ứng cử viên mọi người cho rằng khả năng nhất. Các người có nghĩ tới không, mấy canh giờ trước trước sau có hai người xông qua cửa ải thứ sáu, vậy ý nghĩa, lần này tuyệt đối lại xuất hiện một con hắc mã, có thể sánh vai ngô tử hư hoặc nhật dương đan sư. Có người đưa ra một quan điểm khác, có khả năng, người phá vỡ kỷ lục này, kỳ thực là con hắc mã kia hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường một mảnh vắng lặng, nhưng chỉ một lúc, nhất thời tiếng cười lớn vang lên, mỗi người hầu như đều cười bể bụng. Sao lại có thể như thế? Ngay cả người đưa ra độ khả thi kia cũng lộ ra nụ cười lúng túng, cho là mình thần kinh. Ta muốn biết chính là, một tử hư hoặc nhật dương đan sư có khả năng xông qua cửa ải thứ 8 hay không? Cửa ải thứ 8, đây không thể, nhìn trên bảng xếp hạng dược đạo thạch, không biết bao nhiêu kỷ nguyên, trong 10 người nhận biết linh dược mạnh nhất, cũng chỉ có 7 người thông qua cửa ải thứ 8. Phải, muốn thông qua cửa ải thứ 8 hầu như là chuyện không thể nào, nếu không thì, người này nhất định là đan sư mạnh nhất kỷ nguyên này. Không không không, năng lực nhận biết linh dược mạnh cũng không có nghĩa là năng lực luyện đan mạnh, đây là hai chuyện khác nhau. Chỉ có thể nói, người có năng lực luyện đan mạnh, ở phương diện nhận biết linh dược liệu cũng nhất định sẽ không yếu. Ừm, câu nói sau cùng thắng được cộng hưởng, tất cả mọi người gật đầu, xác thực, nhận biết linh dược cùng luyện đan là hai việc khác nhau, chỉ là đan đạo đại sư cơ bản đều là cao thủ nhận biết linh dược, đây là năng lực nhất định phải có. Ở mọi người cực kỳ chờ mong, hiếu kỳ, Lăng Hàn bắt đầu sát hạch cửa ải thứ 8. Lần này hắn muốn đối mặt là dược thảo biến dị. Hoàn cảnh thiên địa đột biến, tạo thành thuộc tính vốn có phát sinh biến hóa, thậm chí hình dạng, màu sắc mà ở dược lý cũng sẽ xuất hiện thay đổi cực lớn. Dược đạo thạch đưa ra tình huống hoàn cảnh biến hóa, để Lăng Hàn đến suy đoán dược thảo sẽ phát sinh biến dị thế nào, lại nên vận dụng làm gì. Vậy thì không phải học bằng cách nhớ đồ vật, cần đan sư vận dụng kiến thức căn bản mình nắm giữ, sau đó đi mô phỏng, thôi diễn, tiêu hao thời gian không chỉ dài đến kinh người, hơn nữa bất luận một điểm sai lệch nào cũng sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, tốc độ của Lăng Hàn cũng chậm lại, nhưng hai mắt của hắn sáng quắc, bởi vì hắn có luân hồi thụ, sự tình làm được nhiều nhất chính là thôi diễn, đây là tư bản của hắn. Thời gian lặng yên trôi qua, chớp mắt một cái đã sắp tới ba ngày. Vù, vù, trên dược đạo thạch đột nhiên có bảy vầng sáng đồng thời phát sáng, sau đó ảm đạm đi vẻn vẹn một hồi, lại bảy vầng sáng đồng thời phát sáng. Trời ạ, à, lần này lại có ba người đều xông qua cửa ải thứ bảy. Quá kinh người, hắc mã này là ai, tuy không thể so với ngô tử hư hoặc nhật dương đan sư, nhưng làm đến mức độ như vậy cũng đã rất lợi hại. Đoàn người xôi trào, hơn nữa đến một bước này, đáp án cuối cùng cũng sắp công bố, sợ là không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy chân tướng mà bọn họ khổ sở suy nghĩ tranh luận kịch liệt đúng lúc này vù dược đạo thạch phát sáng tám vầng sáng đệt 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 trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều bị chấn đến hai mắt đăm đăm suýt chút nữa chân mềm nhún trực tiếp ngồi dưới đất chơi ạ à, cửa ải thứ tám có người qua cửa ải thứ tám bao nhiêu năm gần như một kỷ nguyên đi cũng có thể dài hơn lâu đến mọi người suýt chút nữa thì cho rằng dược đạo thạch chỉ có bảy cửa ải đột nhiên có một thiên tài nhảy ra ngoài, nói cho bọn họ biết kỳ thực còn có cửa ải thứ 8. Tuyệt đối là chấn thức cổ kim, coi như hắn luyện đan ngớ ngẩn, nhưng chỉ nhìn hắn nhận biết linh dược xông qua cửa ải thứ 8, bảo đảm cổ đan tháp cũng đặc cách thu nhận hắn. Một tiếng hót lên làm kinh người, mặc dù nói năng lực nhận biết linh dược mạnh cũng không có nghĩa là tiêu chuẩn luyện đan nhất định cao, nhưng nhìn dược đạo thạch, từ cổ trí kim cũng chỉ có 7 người xông qua cửa ải thứ 8, như thế vẫn chưa đủ sao. Loại danh nhân vĩnh viễn lưu truyền sử xanh này nếu không chiêu vào cổ đan tháp, chẳng phải là để đan sư trong thiên hạ cười chết. Ngô tử hư thực quá mạnh mẽ. Không, là Nhật Dương đan sư, tuyệt đối là Nhật Dương đan sư. Sau yên lặng ngắn ngủi, hiện trường tiến vào trạng thái hỗn loạn, tất cả mọi người xôi trào, kích động hô tên của ngô tử hư hoặc Nhật Dương đan sư. Đúng lúc này, chỉ thấy Nhật Dương đan sư đột nhiên thu tay về, đứng lên. Là Nhật Dương đan sư. Có một bộ phận người nhất thời kích động đến tê cả ra đầu, tuy cùng bọn hắn không có chút quan hệ, nhưng nhìn thấy người mình giúp đỡ thắng được, vẫn để cho bọn họ hưng phấn không tên, nhảy nhót tưng bừng. chương 2279, đến cùng là ai? Người ủng hộ ngô tử hư cúi đầu ủ rũ, thật giống như gà chống bại trận. Nhật Dương đan sư mặt đầy ngạo nhiên, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lần này thành tích xuất sắc hơn tưởng tượng của hắn, thời gian thông qua cửa ải thứ bảy so với trước đây tăng lên gần như nửa canh giờ. Một tên học đồ của cổ đan tháp chạy tới, hắn hiển nhiên cũng nhìn người mà đổi nết, trước thời điểm đăng ký thành tích cho người khác là một bộ không thèm để ý nhưng hiện tại đầy mặt đều là nụ cười có vẻ cực kỳ nịnh nọt đây là đương nhiên nhật dương đan sư có khả năng rất lớn gia nhập cổ đan tháp mà một khi tiến vào vậy dĩ nhiên cũng là thân phận đan sư so với học đồ như hắn không biết cao quý hơn bao nhiêu lần bởi vậy hắn đương nhiên phải thả thái độ đến mức thấp nhất lại nói coi như lần này nhật dương đan sư không tiến vào được cổ đan tháp vậy còn có lần sau a à? Chỉ cần đối phương bước vào đan sư tứ tinh, thì nhất định có thể tiến vào cổ đan tháp. Chúc mừng Nhật Dương Đại Sư, tên học đồ này nói, ta đối chiếu thành tích cho ngài. Ừm, Nhật Dương Đại Sư gật gật đầu, lão ra ngài thông qua bảy cửa ải, tốn thời gian là hai ngày lại 11 canh giờ. Tên học đồ này nói, cái gì, thông qua bảy cửa ải, đoàn người nhất thời ồ lên, nói như vậy, người thông qua cửa ải thứ 8 không phải Nhật Dương Đan Sư. Nghe đoàn người ẩm ý như vậy, Nhật Dương Đan sư lộ ra vẻ không vui, xem nói cái gì đó, cãi nhau, còn thể thống gì? Tuy hắn rất trâu bò, nhưng các người cũng không cần hô to gọi nhỏ như vậy chứ. Nhất định là Ngô Tử Hư, trời ạ, Ngô Tử Hư xông qua cửa ải thứ 8. Một cái mạnh nhất kỷ nguyên, cũng không thể nói như vậy, rất nhiều Ngô tinh đại sư khi còn trẻ tuy không thể lưu danh ở trên dược đạo thạch, nhưng hiện tại khẳng định có thực lực như vậy, chỉ là người ta xem thường như vậy. Vậy cũng không thể phủ nhận Ngô Tử Hư nghịch thiên. Nhật Dương đan sư nhất thời biến sắc, cái gì? Một tử hư thông qua cửa ải thứ 8? Làm sao có khả năng? Hắn tự nhiên cũng đã nếm thử cửa ải thứ 8, nhưng bắt đầu không bao lâu liền thất bại, mới bị đuổi ra thế giới tinh thần. Giả, nhất định là giả, chỉ là một tên hậu bối làm sao có khả năng vượt qua mình, thậm chí đạt đến độ cao mà vô số tiền nhân cũng chỉ có thể ngước nhìn. Cửa ải thứ 8 a, có thể lưu danh sử sách. Lão giả cảm giác như ăn một vạn con ruồi, toàn bộ thế giới cũng không yêu một lúc sau, hai mắt của Ngô Tử Hư vừa mở, thu tay về, sau đó đứng lên. Ngô Tử Hư, Ngô Tử Hư, Ngô Tử Hư, người ủng hộ hắn đều phất cờ hò reo, kích động đến không muốn không được. Trước bọn họ đều suy sụp, ai có thể nghĩ tới tình thế sẽ xoay chuyển, hóa ra Ngô Tử Hư mới thật sự là châu bò. Ánh mắt của bọn họ quá tốt rồi, đương nhiên phải lớn tiếng kêu gọi một hồi, cái này kỳ thực cũng là ca ngợi mình. Ngô Tử Hư có chút không hiểu ra sao, hắn biết mình rất có uy vọng, được khen là người thứ nhất trong thế hệ tuổi trẻ đan đạo. À, một trong đi, dù sao thiên tài vẫn rất nhiều, Tây Tiên vực lại quá to lớn, không thể hội tụ hết thải thiên tài lại đây. Nhưng các ngươi cần điên cuồng đến mức như thế sao, ta cũng chỉ xông qua cửa ải thứ bảy, ha ha, tuy đây quả thật là rất châu bò. Chúc mừng Ngô Thiếu, đánh vỡ lịch sử, trở thành thiên tài mạnh nhất một kỷ nguyên. Ngô Thiếu, ta muốn đi theo ngươi, ta cũng muốn đi theo ngươi, có người chúc mừng Ngô Tử Hư, cũng có người biểu đạt trung tâm, theo chủ nhân như vậy, trên mặt hết sức vinh dự. Cái gì cái gì, ngô tử hư chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, sau khi tiến vào thế giới tinh thần, cơ thể của hắn chỉ là một bộ sắc không, không nghe được, không nhìn thấy, bởi vậy hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra lúc trước. Thiên tài mạnh nhất một kỷ nguyên, tuy hắn cũng thầm cho là như vậy, nhưng chuyện này sao dám nói sao, dù sao hắn vẫn không có đạt tới thành tựu làm cho người tin phục, nào xứng đáng hai chữ mạnh nhất. Đùng đùng đùng, Tên học đồ của cổ đan tháp kia lại đi chậm chậm lại đây, tương tự đầy mặt đều là vẻ nịnh nọt, hơn nữa càng nồng. hết cách rồi, Ngô Tử Hư quá trẻ tuổi, đồng dạng trở thành đan sư tam tinh trình độ tứ luyện, nhưng khẳng định càng sớm đạt đến tiềm lực càng lớn, thậm chí có thể trở thành ngũ tinh đại sư cũng không nhất định. Thiên kiêu như vậy sao có thể đắc tội, nhất định phải tận tâm lấy lòng. Chúc mừng Ngô Thiếu, trên mặt tên học đồ kia đều muốn cười ra hoa, ta đối chiếu thành tích cho ngài. Ừm, ngô tử hư giống như Nhật Dương Đại Sư, trên mặt mang theo nụ cười thận trọng. Đùng đùng đùng, chỉ thấy Nhật Dương Đại Sư đi tới nói. Thực sự là sóng sau đè sóng trước, ở trước mặt ngươi, ta cũng không khỏi không phục, già rồi. Hắn cắt ngang như thế, tên học đồ kia lập tức ngậm miệng lại, nào dám đánh gãy. Ngô tử hư càng thêm không hiểu ra sao, tuy hắn xác thực không có để Nhật Dương Đan Sư ở trong mắt, cho rằng đối phương đã sớm là hoa vàng ngày mai, chỉ có thể trở thành đá đạp chân để hắn vượt qua, nhưng hắn thật giống như không có làm được gì a à. quái lạ ngươi là cố ý đến chào phúng ta sao không đúng cái biểu cảm trên mặt này không giống hồn bay phách lạc một bộ dáng rất bị đà kích lẽ nào lão giả này chỉ xông qua sáu cửa ải thật phế quá yếu hắn lộ ra vẻ khinh bỉ phát lên một luồng ngạo mạn cảm thấy xấu hổ ngô tử hư tạm thời không nói lời nào học đồ kia rốt cuộc tìm được cơ hội nói ngô thiếu thành tích của ngài là bảy cửa ải sử dụng thời gian 2 ngày 11 canh giờ. Phốc, nhất thời, tất cả mọi người đều phun ra ngoài, ngay cả Nhật Dương Đan Sư cũng lập tức ngây người, kháo, cái tình huống này thế nào? Không phải Ngô Tử Hư, cũng không phải Nhật Dương Đan Sư, vậy là ai? Hắc mã, tuyệt đối là đại hắc mã siêu cấp thuần trùng. Đến cùng là ai, ta hiếu kỳ chết mất, nhanh vạch trần chân tướng đi. Phải, cũng đã vượt qua cửa ải thứ 8, làm sao vẫn không có đứng lên. Nghe được mọi người oán giận cùng kinh ngạc thốt lên, Ngô Tử Hư chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, suýt chút nữa hôn mê. Cái gì cái gì, lại có người xông qua cửa ải thứ 8. Chẳng trách Nhật Dương đan sư chúc mừng mình, hóa ra đối phương tưởng mình thông qua cửa ải thứ 8. Trời đất chứng giám, nếu như hắn có thể thông qua cửa ải thứ 8, lúc này tất nhiên hung hăng đến đuôi vỉnh lên trời.